Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 12. Em có đồng ý không? Hiện giờ cả hai đều không kìm lòng được. Dây nhảy bungee đung đưa chậm dần đến khi chân hai người chạm đất, họ mới lấy lại tinh thần. Đẹp quá đi mất, hâm mộ họ quá. Chồng ơi, đột nhiên em cũng muốn nhảy bungee với anh như hai người họ. Tình yêu của bọn họ phải sâu đậm lắm mới có thể khiến họ chìm đắm như vậy. Người tới vây xem đông nghịt, ai cũng hâm mộ nhìn về phía hai người họ. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên mọi người chỉ thấy hai người đang ôm hôn chứ không nhìn rõ mặt mũi. Tần Thanh Tâm bừng tỉnh, thẹn thùng đỏ mặt tới tận mang tai. Em dùng soi môi hãng gì vậy? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hả? Tần Thanh Tâm ngơ ngác, chẹp chẹp. Cô còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Dương Thanh chép miệng hưởng thụ, mùi vị của hãng son này không tệ, rất ngọt. Nghe vậy, gương mặt vừa mới bình thường trở lại của Tần Thanh Tâm lại đỏ ửng. Dương Thanh! Cô nổi giận hét lên. Ha ha! Dương Thanh bật cười nắm tay cô rời đi. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Đối với anh, ngày hôm nay rất đáng để kỷ niệm. Nhờ nụ hôn vừa rồi, tình cảm của họ đã tiến triển thêm một bước rất lớn. Tần Thanh Tâm cũng nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm hương vị ngọt ngào của tình yêu. Suốt cả buổi chiều, hai người đều vui đùa trong công viên Châu Thành. Tiếng nói cười giòn giã không ngừng vang lên. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh đều nắm chặt tay Tần Thanh Tâm như sợ đánh mất cô. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người mới ra khỏi công viên. Anh trai, đây là bạn gái anh phải không? Chị ấy thật xinh đẹp. Có một cô bạn gái đẹp như vậy, anh không muốn mua một đóa hồng tặng chị ấy sao? Em bán giá rẻ, chỉ 10 tệ một bông. Bọn họ vừa ra ngoài đã bị một cô bé tầm 7. 8 tuổi xách giỏ hoa chặn lại. Trong giỏ có hơn 100 bông hoa hồng được gói riêng từng bông. Cô bé chớp đôi mắt to tròn mỉm cười nhìn Dương Thanh. Cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều rất kinh ngạc. Hiện giờ đám con nít dẻo miệng vậy sao? Cô bé ăn mặc rất bình thường. Cách đó không xa có một người phụ nữ trung niên mặt mày chất phác đang bày hoa hồng ra bán. Chắc là em mới 7, 8 tuổi nhỉ? Nhỏ như vậy sao đã ra ngoài kiếm tiền rồi? Dương Thanh dịu dàng hỏi. Cô bé thành thật đáp, em 8 tuổi rồi, không nhỏ. Một mình mẹ em nuôi cả nhà rất vất vả. Hôm nay em được nghỉ, làm xong bài tập liền đi theo giúp mẹ bán hoa. Đúng là con nhà nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ nhỏ. Dương Thanh chợt nghĩ ngày trước Tần Thanh Tâm phải một mình nuôi Tiêu Tiêu chắc cũng rất vất vả. Mặc dù cô bé này chỉ mới 8 tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Em có bao nhiêu bông hoa? Dương Thanh hỏi. Em có 100 bông tròn, cô bé tươi cười đáp lại. Dương Thanh dứt khoát lấy một xấp tiền toàn tờ 100 ra khỏi ví, đếm đủ 12 tờ đưa cho cô bé. Anh sẽ mua hết hoa cho em, còn thừa lại 200 mua cả giỏ đựng hoa, được không? Dương Thanh dịu dàng nói. Cô bé nghe thấy anh nói muốn mua hết liền mừng rỡ đáp, cảm ơn anh trai. Em chúc hai anh chị hạnh phúc dài lâu. Dứt lời, cô bé trả lại Dương Thanh 2 tờ 100. Mỉm cười rạng rỡ, anh mua nhiều hoa cho em như vậy, cái giỏ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, em tặng anh luôn. Dương Thanh không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô bé, bèn nhận lại tiền và giỏ hoa. Sau đó anh lại lấy một cành hoa đưa cho cô bé, anh tặng em đóa hoa này, mong em luôn nhớ mỗi người đều là duy nhất. Cho dù gặp phải khó khăn gì em vẫn mãi là người giỏi nhất, mãi là niềm tự hào của mẹ em. Nói xong, Dương Thanh đứng bật dậy kéo Tần Thanh Tâm rời đi. Cô bé rơm rớm nước mắt nhìn theo bóng lưng hai người lẫn vào trong đám đông, nhỏ giọng nói cảm ơn anh. Không ngờ anh biết nói chuyện như vậy, khiến cô bé cảm động sắp khóc rồi kìa. Tần Thanh Tâm mỉm cười hạnh phúc ngắm sườn mặt của Dương Thanh. Trông thấy giỏ hoa anh đang xách, cô kiêu ngạo nói, anh định tặng hoa cho người đẹp nào thế? Sau khi mua 99 đóa hoa hồng này, Dương Thanh vẫn luôn cầm trên tay, không hề bày tỏ muốn tặng cho cô. Tần Thanh Tâm không nén nổi tò mò hỏi anh. Dương Thanh cười thầm nghĩ, cuối cùng cô vẫn không nhịn được. Em đoán xem. Dương Thanh híp mắt nói. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, giận dỗi nói, em không thèm đoán đâu. Dương Thanh chỉ cười không đáp, nắm tay cô đi về phía trước. Anh nhìn kìa. Tần Thanh Tâm bỗng chỉ tay ra xa, hưng phấn nói. Trước mặt bọn họ là hai vợ chồng nắm tay nhau ung dung cất bước, cả hai đều đầu tóc bạc trắng.
Tần Thanh Tâm hâm mộ nói, em cảm thấy hạnh phúc lớn nhất đời này chính là về già vẫn được nắm tay bạn đời đi dạo. Đây mới là tình yêu vĩnh hằng. Dương Thanh bật cười tới gần hai vợ chồng già kia, đưa giỏ hoa hồng cho ông cụ, cháu tặng giỏ hoa này cho ông. Ông cụ kinh ngạc, vội vàng cảm ơn rối rít. Trên gương mặt nhăn nheo của hai người tràn ngập hạnh phúc. Tần Thanh Tâm vốn tưởng rằng anh sẽ tặng giỏ hoa hồng kia cho mình. Xem ra là cô tự ảo tưởng, cô không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng khi nhìn thấy ông cụ tặng hoa cho bà cụ, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, cô lại thấy cảm động. Đi thôi. Dương Thanh tặng hoa xong lại dắt Tần Thanh Tâm tiếp tục đi về phía trước. Anh muốn dẫn em đi đâu? Thấy anh không dẫn mình tới bãi đỗ xe, Tần Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Đợi lát nữa em sẽ biết, Dương Thanh mỉm cười thần bí. Tần Thanh Tâm lườm anh một cái. Lúc đưa cô đi bay lượn anh đã nói câu này. Bây giờ cũng vậy, đến khi Dương Thanh dẫn cô vào trung tâm thương mại Vạn Đạt, Tần Thanh Tâm lại càng tò mò. Nhưng Dương Thanh không nói, cô cũng không hỏi. Trung tâm thương mại này ở ngay trước mặt công viên Châu Thành, đi bộ chừng 200 mét là tới. Ở đây ánh đèn sáng choang, người qua lại đông như mắc cửi. Nhiều người đang lấy điện thoại quay chụp gì đó. Chính giữa sảnh lớn là một trái tim khổng lồ được tạo thành từ vô số quả bóng bay màu hồng. Đẹp quá! Tần Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn trái tim lơ lửng giữa không trung, hâm mộ nói, đây là nơi tỏ tình sao? Chắc là vậy. Dương Thanh nhếch môi mỉm cười. Dứt lời, anh nắm tay Tần Thanh Tâm đi thẳng tới trung tâm sảnh lớn. Anh định làm gì vậy? Tần Thanh Tâm hoảng hốt vội hỏi. Bởi vì hiện giờ nơi đó không có người, tất cả đều đang đứng xung quanh vây xem. Kỳ lạ thay, các nhân viên đứng xung quanh khu vực trung tâm không hề ngăn cản Dương Thanh đi vào. Mặc dù Tần Thanh Tâm đang rất kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, chợt thấy lòng căng thẳng. Hai người đã đi tới chính giữa sảnh lớn. Cùng lúc đó, một khúc nhạc Dương cầm vang lên, là bản nhạc Four Elites của Beethoven. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đứng giữa sảnh. Một nhân viên bỗng bước tới cẩn thận mở một hộp trang sức, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng đang tỏa sáng rực rỡ. Đây chính là nhẫn sao hồng anh tặng cô trong lần tỏ tình đầu tiên, phải mất 500 triệu mới đấu giá được. Tâm, lần trước em chưa đồng ý với anh. Dương Thanh mỉm cười cưng chiều nhìn cô. Cộp, anh chợt quỳ một chân xuống. Nâng hộp trang sức đựng nhẫn sao hồng lên trước mặt cô, dịu dàng nói, vợ à, lần này em có đồng ý gả cho anh không? Chọc giận vợ tôi. Nghe Dương Thanh nói xong, Tần Thanh Tâm ngơ ngác giơ tay che miệng, cảm động òa khóc. Lần trước khi anh tỏ tình với cô tại khách sạn Vườn Sao ở Giang Hải, cô đã từ chối. Nhưng kỳ thực, hôm ấy Tần Thanh Tâm đã bị tình yêu của Dương Thanh cảm động. Chỉ là lúc đó cô hiểu sự cảm động của mình không phải là tình yêu thực sự. Nhưng sau này hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, được Dương Thanh giúp đỡ nhiều lần, Tần Thanh Tâm đã rung động với anh. Cô có thể chắc chắn cả đời này mình chỉ yêu một mình Dương Thanh. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Lúc ấy, mấy nghìn người chen chúc trong sảnh lớn của trung tâm thương mại Vạn Đạt đều đồng thanh reo hò. Tiếng hò hét vang lên không ngừng như thủy triều cuồn cuộn. Đến cả những người đứng ngoài trung tâm thương mại cũng có thể nghe thấy. Em đồng ý. Tần Thanh Tâm bỗng nhiên hét lên thật lớn rồi vội vàng chạy tới trước mặt Dương Thanh. Tuy nước mắt không ngừng rơi nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc, chủ động giơ tay phải ra. Giây phút Tần Thanh Tâm nói ra ba chữ kia, Dương Thanh vui mừng phát khóc. Anh đã chờ đợi ngày này suốt 5 năm. Trong tiếng hoan hô vang dội, anh đeo chiếc nhẫn sao hồng trị giá 500 triệu lên ngón áp út của Tần Thanh Tâm. 5 năm trước khi hai người họ làm đám cưới, nhẫn cưới do cô chuẩn bị. Còn ngày hôm nay, cuối cùng Dương Thanh đã được toại nguyện, tự tay đeo nhẫn cưới mình mua cho cô. Bùm! Đúng lúc ấy, những quả bóng bay màu hồng xếp thành hình trái tim trên trời chợt tản ra như những vì sao rực rỡ. Mọi người kích động vỗ tay hoan hô, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đến khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của đôi nam nữ tỏa sáng nhất hôm nay, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đã đi mất. Trong xe Audi A8. Tần Thanh Tâm mỉm cười hạnh phúc ngồi trên ghế lái phụ, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm xếp đủ 999 đóa hoa. Lúc nãy, khi Dương Thanh tặng giỏ hoa hồng cho ông cụ, Tần Thanh Tâm còn cảm thấy thất vọng. Đến khi anh đeo nhẫn lên tay cô, nhân viên mang bó hoa khổng lồ này tới tặng cô, hết thảy đều trở nên hoàn hảo.
Thỉnh thoảng Tần Thanh Tâm lại quay sang ngắm nhìn Dương Thanh đang lái xe, thậm chí còn bật cười khanh khách. Vợ! Dương Thanh đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước chợt lên tiếng. Sao vậy? Tần Thanh Tâm hỏi, hay là đêm nay ở lại đây đi? Câu này Dương Thanh đã để trong lòng từ rất lâu, khi sắp tới gần khách sạn mới nói ra. Khi ấy, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, đỏ như đít khỉ. Tần Thanh Tâm sửng sốt rồi nhanh chóng đỏ bừng mặt, cô đương nhiên hiểu ý của anh là gì. Trừ một lần duy nhất quan hệ trong mơ hồ vào 5 năm trước, hai người chưa từng vượt quá giới hạn. Hiện giờ Tần Thanh Tâm đã hoàn toàn mở lòng với Dương Thanh, thời điểm tốt nhất để thân mật hơn. Hôm nay em rất dâu. Tần Thanh Tâm đang định đồng ý chợt nhớ ra chuyện này, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Hả, rất dâu gì cơ? Dương Thanh ngơ ngác hỏi lại. Tần Thanh Tâm cả giận nghiến răng nghiến lợi nói, em đến tháng rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, mặt càng đỏ hơn nữa. Em muốn ăn gì không? Anh mời. Dương Thanh vội chuyển chủ đề, giảm bớt bầu không khí gượng gạo này. 5 giờ hai người rời khỏi công viên Châu Thành, sau đó tới trung tâm thương mại Vạn Đạt. Hiện giờ vẫn còn sớm, trời vừa chuyển tối, đúng lúc là giờ ăn tối. Tần Thanh Tâm chưa kịp trả lời, chuông điện thoại chợt reo lên. Cô ấn nghe máy, một giọng nói quen thuộc vang lên, chị họ, em đã hẹn một vài người của các gia tộc lớn ở Châu Thành. 7 giờ ở nhà hàng Bắc Phiên Xuân, không gặp không về đấy. Lúc này Tần Thanh Tâm mới nhớ ra, Dương Thanh từng thay cô nhận lời mời cơm của Trịnh Mỹ Linh ở trung tâm triển lãm Châu Thành. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, 6 rưỡi rồi sao? Bây giờ chị và anh rể em sẽ qua đó ngay. Sau khi cúp máy, Tần Thanh Tâm oán trách Dương Thanh, tại anh nhận lời mời cơm của Mỹ Linh. Bây giờ người ta đặt bàn xong cả rồi, không thể từ chối được. Tần Thanh Tâm còn đang định tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người với anh. Dương Thanh cũng đang vô cùng hối hận, hay là chúng ta đừng đi nữa? Sao làm thế được, nhận lời rồi thì bắt buộc phải đi. Tần Thanh Tâm là người rất giữ lời hứa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa Trịnh Mỹ Linh toàn hẹn người của các gia tộc lớn ở Châu Thành tới, có thể mượn cơ hội lần này mở rộng thị trường ở đây cho tập đoàn Tam Hòa. 20 phút sau, Dương Thanh lái xe tới nhà hàng Bắc Phiên Xuân. Đang trong giờ ăn tối nên bãi đỗ xe của nhà hàng đã có đủ các hãng xe sang trọng. Nhà hàng Bắc Phiên Xuân là sản nghiệp của nhà họ Tô đúng không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, ông chủ thực sự phía sau Bắc Phiên Xuân là nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Có lẽ nơi này cũng giống như nhà hàng Bắc Phiên Xuân ở Giang Hải, chỉ giao cho nhà họ Tô quản lý mà thôi. Dương Thanh gật đầu nói, nhà họ Mục là gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ sao? Nhà họ Mục chỉ là một gia tộc bình thường, được xem như gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hàn. Bọn họ lợi dụng tài nguyên nhà họ Hàn cung cấp để làm giàu, nghe nói hàng năm đều phải nộp cho nhà họ Hàn một phần lợi nhuận, Tần Thanh Tâm đáp. Dương Thanh rất kinh ngạc, không ngờ một gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ nho nhỏ cũng có gia tộc phụ thuộc. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà hàng. Nhân viên lễ tân dẫn bọn họ tới phòng VIP mà Trịnh Mỹ Linh đặt trước. Bọn họ vừa đi vào đã thấy Trần Anh Hào ngồi ở vị trí chủ tọa, Trịnh Mỹ Linh ngồi bên phải và nhiều người khác. Đa số đều còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Mọi người đã ngồi gần đầy bàn, chỉ duy nhất ghế bên trái Trần Anh Hào còn trống. Ngoài ra, ở cạnh bàn ăn lớn còn bày một bàn ăn nhỏ giống như phòng ăn dành riêng cho hai người. Chị đến rồi à? Trịnh Mỹ Linh thấy Tần Thanh Tâm tới, lập tức tươi cười đứng dậy đón tiếp. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn cô, đến cả những cậu chủ nhà giàu như họ cũng rất hiếm khi gặp được cô gái xinh đẹp như vậy. Sao đồ vô dụng này cũng tới vậy? Trịnh Mỹ Linh biết trước Dương Thanh sẽ đến nhưng vẫn cố ý khiêu khích. Nếu em còn nói Dương Thanh như vậy, chị sẽ đi luôn, Tần Thanh Tâm bực bội nói. Kể cả lúc trước cô cũng không ngại đứng ra bênh vực Dương Thanh, huống chi hiện giờ tình cảm vợ chồng giữa hai người đang cực kỳ thắm thiết. Trịnh Mỹ Linh vội nói, chị đừng đi, em không nói anh ta nữa là được mà. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm mới nguôi giận. Chị ơi, không phải em muốn đuổi Dương Thanh đâu, chỉ là em không biết anh ta cũng tới nên không đặt chỗ. Chị cũng thấy đó, bây giờ chỉ còn chỗ cho chị thôi, Trịnh Mỹ Linh tỏ vẻ áy náy. Sắc mặt Tần Thanh Tâm trở nên lạnh lẽo, cô biết rõ ý đồ của Trịnh Mỹ Linh là gì, dứt khoát nói, nếu vậy thì thôi, bọn chị đi. Dứt lời,
cô quay sang ôm tay Dương Thanh, chồng ơi, chúng mình đi thôi. Hai vợ chồng đang định chuẩn bị rời đi, Trần Anh Hào vội đứng dậy cười nói, cô Tần, tôi đã mời tất cả các cậu chủ của gia tộc lớn ở Châu Thành để giúp cô bàn chuyện hợp tác. Cô cứ bỏ đi như vậy không hay lắm đâu. Cô Tần, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng của cô, muốn hợp tác với cô. Bây giờ cô cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc. Bỗng nhiên có người đứng dậy híp mắt nói. Anh ta nói rất hay, tuy câu chữ bình thường nhưng lại tràn đầy ý tứ uy hiếp. Bọn họ đều đến để hợp tác với Tần Thanh Tâm. Nếu cô bỏ đi, sau này đừng hòng làm ăn ở Châu Thành nữa. Tần Thanh Tâm do dự không biết phải làm sao. Một bên là chồng mình, một bên là tương lai của cả công ty. Mặc dù chồng quan trọng hơn nhưng thị trường Châu Thành cũng rất quan trọng với tập đoàn Tam Hòa. Cậu Thanh, cậu chỉ là một thằng con rể không hiểu chuyện làm ăn. Trần Anh Hào chợt lên tiếng, hay là thế này, cậu hãy sang bàn bên cạnh, để cô Tần ngồi bàn này bàn chuyện hợp tác với chúng tôi. Tôi gọi đồ ăn ngon cho cậu, được không? Anh Hào, sao anh phải khách sáo với đồ ăn hại như anh ta? Mọi người ở đây đều là cậu ấm của các gia tộc lớn nhất Châu Thành. Cho anh ta ngồi bàn bên cạnh đã đủ nể mặt lắm rồi, sao phải gọi đồ ăn cho nữa? Trịnh Mỹ Linh châm chọc nói. Đúng đấy anh Hào, đây là nhà hàng cao cấp nhất Châu Thành, mỗi món ăn đều có giá trị không nhỏ. Một thằng nghèo kiết xác như cậu ta ăn nổi sao? Cho cậu ta một cái cốc, tự vào WC hứng nước mà uống đi. Ha ha, vào WC hứng nước uống cũng không tệ đâu. Nhưng tôi thấy có thể cho cậu ta thêm một cái đĩa để vào WC lấy đồ ăn luôn. Ha ha, các anh xấu quá, không nên bắt nạt người ta như vậy. Tôi thấy lát nữa cho cậu ta mấy miếng xương chúng ta ăn thừa là được rồi. Ha ha, cả căn phòng đều ngập tràn tiếng khiêu khích. Tần Thanh Tâm giận dữ, toàn thân run lên. Dương Thanh bắt đầu nghiêm mặt lại, các người sỉ nhục tôi có thể bỏ qua. Nhưng các người chọc giận vợ tôi thì không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sao Hồng? Dương Thanh vừa nói ra những lời đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dường như không ngờ một thằng ở rể cũng dám nói vậy trước mặt Trần Anh Hào. Mẹ nó, mày đùa gì thế? Mày cũng dám làm màu ở trước mặt anh Hào à? Nếu không phải anh Hào cho mày mặt mũi, mày nghĩ mày có thể đi vào phòng VIP này không? Mày thức thời một chút, ngoan ngoãn làm theo lời anh Hào nói, đi qua bàn bên cạnh chờ. Hoặc cút cho tao. Nhất thời, Dương Thanh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này đều do Trần Anh Hào dẫn đến, vốn chính là chó săn của anh ta. Trịnh Mỹ Linh đã ám chỉ từ trước, nên lúc này tất cả đều tức giận quát mắng Dương Thanh. Trên mặt Dương Thanh thoáng lộ vẻ tức giận, Tần Thanh Tâm vội kéo tay anh, căng thẳng nói, chồng ơi, anh đừng kích động. Đối với Dương Thanh, đó chẳng qua là một thị trường Châu Thành thôi. Nếu anh muốn, chỉ cần nói một câu thì Lạc Bân sẽ giúp anh xử lý tất cả. Nhưng anh hiểu rõ tầm quan trọng của tập đoàn Tam Hòa đối với Tần Thanh Tâm. Nếu anh thật sự làm vậy, việc không làm mà hưởng sẽ khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy mình rất vô dụng. Cho nên lúc Trịnh Mỹ Linh mời Tần Thanh Tâm tới bữa tiệc này, anh mới chịu nhận lời. Anh chỉ không ngờ đối phương lại xem mình là người dễ ức hiếp. Được rồi. Đúng lúc này, Trần Anh Hào cuối cùng cũng mở miệng. Anh ta cười híp mắt nói, cậu Thanh, đây là lỗi của tôi vì đã không đặt trước một bàn lớn. Như vậy đi, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ ở đây lấy thêm một cái ghế, anh có thể ngồi cùng với chúng tôi. Anh ta chưa từng thật sự muốn đuổi Dương Thanh đi, bằng không Tần Thanh Tâm chắc chắn sẽ đi theo, đến lúc đó tất cả những gì chuẩn bị xong đều sôi hỏng bỏng không. Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt Tần Thanh Tâm mới tốt hơn. Lúc này trong lòng cô cũng vô cùng áy náy. Sớm biết vậy, lúc trước Trịnh Mỹ Linh gọi điện thoại cho cô đã từ chối rồi. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ chuyển một cái ghế qua. Chị họ, chị ngồi ở đây đi. Trịnh Mỹ Linh vội kéo Tần Thanh Tâm nói, cố gắng thu xếp cho cô ngồi ở bên trái Trần Anh Hào. Nhưng Dương Thanh đã ngồi xuống, Tần Thanh Tâm hết sức ăn ý ngồi bên trái anh. Cứ như vậy, Tần Thanh Tâm và Trần Anh Hào đã bị Dương Thanh tách ra. Sao anh không biết xấu hổ vậy? Tôi giữ chỗ này cho chị họ tôi, ai cho anh ngồi chứ? Mau cút ra cho tôi. Trịnh Mỹ Linh tức giận nói với Dương Thanh. Đủ rồi. Tần Thanh Tâm tức giận quát một tiếng và đứng phắt dậy, trừng mắt nói, Trịnh Mỹ Linh, bất kể thế nào thì anh ấy cũng là anh rể của em, nếu em còn sỉ nhục anh ấy như vậy nữa, chị sẽ đi luôn đấy.
Trịnh Mỹ Linh hết lần này tới lần khác nhằm vào Dương Thanh, cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng nổi giận. Trịnh Mỹ Linh sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gọi cả họ lẫn tên của cô ta. Đến lúc này, cô ta mới ý thức được, sợ rằng Dương Thanh đã chiếm một vị trí cực cao trong lòng Tần Thanh Tâm rồi. Trong lòng cô ta tức giận, mắng thầm, con đàn bà đê tiện này, chị cứ chờ đấy cho tôi, tối nay chị sẽ nếm đủ. Chị họ, chẳng qua em chỉ muốn tạo điều kiện cho chị và anh Hào trao đổi thuận tiện hơn thôi mà. Dù sao những người đang ngồi đây đều là do anh Hào mời tới giúp chị, Trịnh Mỹ Linh giả vờ có lòng tốt nói. Cứ như vậy, Trịnh Mỹ Linh thành thật hơn nhiều, chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Dương Thanh nhưng không dám đối chọi với anh nữa. Wow, vừa nãy, trung tâm thương mại Vạn Đạt trong khu giải trí Châu Thành đã xảy ra chuyện lớn đấy. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đang cầm điện thoại đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Chuyện gì mà làm cho cả Phùng Bình Anh cũng phải kinh ngạc như vậy, một người khác trêu. Phùng Bình mở một video, chia màn hình điện thoại về phía mọi người, có người tốn mấy triệu cầu hôn ở trung tâm thương mại Vạn Đạt, 30 triệu quả bóng bay được thả từ trên cao xuống. Đoạn video này chính là cảnh Dương Thanh vừa cầu hôn Tần Thanh Tâm, không ngờ đã bị người ta đưa lên trên mạng. Cậu chủ nhà ai thế? Không ngờ cầu hôn khoa trương như vậy. Tên đó không xem mấy cậu chủ nhà quyền quý chúng ta ra gì chắc, có người phách lối nói. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng thấy được video trên điện thoại di động của Phùng Bình. Chắc người kia đứng ở tầng 3 quay video nên chỉ có thể thấy được vô số quả bóng, không hề thấy bóng dáng của Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng gây thêm chuyện, người này thật sự không đơn giản đâu. Sau khi xem video xong, Phùng Bình cất điện thoại, nói với người kiêu căng kia. Chẳng phải là chỉ tốn vài triệu cầu hôn thôi sao? Trong chúng ta ở đây, có ai thiếu vài triệu đâu? Người kia cười lạnh nói, sau đó đột nhiên nhìn Dương Thanh cười giễu cợt, đương nhiên, ngoại trừ tên nghèo rớt mùng tơi này. Tôi còn thấy trên một trang tin tức nói người thanh niên cầu hôn kia là cậu chủ của một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nhẫn mà người đó cầm đi cầu hôn là nhẫn kim cương sao hồng đấy. Phùng Bình lại chợt nói, đại khái hơn 2 tháng trước có người bỏ ra 500 triệu để đấu giá một chiếc nhẫn kim cương sao hồng trong buổi đấu giá nào đó ở Giang Hải. Người kia vừa rồi còn rất kiêu căng, sau khi nghe Phùng Bình nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tốn 500 triệu chỉ để mua một chiếc nhẫn kim cương à. Phùng Bình cười nhạt, chúng ta ở Châu Thành thì rất lợi hại đấy, nhưng trong cả Chiêu Châu còn có rất nhiều người đỉnh hơn chúng ta nhiều. Anh nghĩ một người thanh niên có thể bỏ ra 500 triệu mua một chiếc nhẫn kim cương sẽ là người đơn giản sao? Lúc này, ngay cả Trần Anh Hào cũng nghiêm mặt nói, không ngờ ở Châu Thành cũng có cậu chủ của một trong 8 nhà ở Yến Đô, thế mà chúng ta lại không biết đối phương là ai. Anh Hào, hay là chúng ta phát động lực lượng của gia tộc điều tra xem nhân vật lớn tới từ một trong 8 nhà ở Yến Đô này rốt cuộc là ai, có người đề nghị. Trần Anh Hào hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, cậu đúng là óc heo. Đừng nói là 8 nhà ở Yến Đô, đến cậu chủ quyền quý ở tỉnh Lỵ, chúng ta cũng không có tư cách để điều tra nữa là. Một khi bị phát hiện, sợ rằng gia tộc các cậu bị phá hủy thế nào cũng không biết đâu. Cậu đừng quên nhà họ Dương đã bị phá hủy thế nào đấy. Người vừa nói nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu nói, anh Hào, em hiểu rồi. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm bừa. Được rồi. Được rồi, đừng để ý tới cậu chủ tới từ Yến Đô nữa. Chúng ta không có tư cách bàn luận về người như vậy đâu. Trần Anh Hào có phần mất kiên nhẫn nói. Hôm nay anh ta tìm những tên chó săn này tới là để đối phó với Dương Thanh. Kết quả thì hay rồi, bọn họ toàn chú ý tới chuyện khác. Tần Thanh Tâm cũng nghe được những lời nói chuyện vừa rồi của các cậu chủ quyền quý ở Châu Thành, lúc này trong lòng đang vô cùng chấn động. Cô vốn tưởng chiếc nhẫn mà Dương Thanh tặng cô chỉ là một chiếc nhẫn kim cương bình thường, bây giờ mới biết nó trị giá tới 500 triệu. Người khác không biết lai lịch của chiếc nhẫn này nhưng cô biết rất rõ. Lần đầu tiên khi Dương Thanh cầu hôn, anh đã dùng chính chiếc nhẫn kim cương này. Cô quay đầu nhìn Dương Thanh, thấy anh đang tủm tỉm cười nhìn mình. À, chị họ, em nhớ sáng hôm nay chị tới Châu Thành đâu có đeo nhẫn đâu. Trịnh Mỹ Linh đột nhiên thấy chiếc nhẫn kim cương sao hồng được đeo trên ngón áp út tay phải của Tần Thanh Tâm, kinh ngạc hỏi. Chiếc nhẫn này bất kể là kiểu dáng hay giá trị sưu tập đều thuộc hàng đầu, dù là cô gái nào cũng rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Lúc này Trịnh Mỹ Linh rất kinh ngạc,
Cô ta thường dùng các hàng cao cấp đắt tiền, vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn kim cương này không đơn giản. Mà cô ta vừa nói vậy, đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đồng thời nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương lớn chói mắt trên ngón áp út tay phải của Tần Thanh Tâm. Đờ mờ, sao hồng? Phùng Bình đứng phắt dậy, kinh ngạc nói. Thứ gì? Phùng Bình mới xem ảnh chụp chiếc sao hồng trên tin nóng Châu Thành, kết quả thoáng cái đã nhìn thấy vật thật, có thể tưởng tượng được trong lòng anh ta kinh ngạc tới mức nào. Những người khác đều nhìn chằm chằm vào tay của Tần Thanh Tâm, bọn họ cũng kinh ngạc chẳng khác nào Phùng Bình. Vừa rồi Phùng Bình mới nói chiếc nhẫn kim cương sao hồng được cậu chủ của một trong 8 nhà quyền quý ở Yến Đô bỏ ra 500 triệu mới đấu giá được. Chẳng lẽ cô gái này đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ kia rồi? Nếu không, sao chiếc nhẫn này lại ở trên tay cô ta? Nhưng mà, Tần Thanh Tâm xinh đẹp thế này, được cậu chủ kia để ý cũng là chuyện bình thường. Về phần Dương Thanh, bọn họ tự động loại bỏ, hoàn toàn không cho rằng anh chính là cậu chủ tặng nhẫn kia. Chị họ, chị, cái nhẫn kim cương này của chị thật sự là sao hồng à? Trịnh Mỹ Linh lắp bắp nói. Nhà họ Trịnh vốn chẳng phải là gia đình quyền quý gì, chỉ miễn cưỡng xem như gia tộc nhỏ có chút gia sản. Cho dù bán cả nhà họ Trịnh cũng không được 500 triệu. Trần Anh Hào cũng nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Tâm. Nếu chiếc nhẫn của cô đúng là sao hồng, vậy cho dù đưa người phụ nữ này có đến tận miệng anh ta cũng không dám ăn. Đây là nhẫn chồng chị tặng. Tần Thanh Tâm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô vốn hơi hoảng loạn, đột nhiên kiêu ngạo nói. Vừa rồi mọi người đều khinh thường Dương Thanh, bây giờ cô chỉ muốn nói cho mọi người biết anh xuất sắc tới mức nào. Hóa ra là tên vô dụng này tặng. Trịnh Mỹ Linh vỗ nhẹ vào ngực, thoải mái nói, vậy chắc chắn là giả. Mẹ kiếp, dọa ông đây nhảy dựng, ông đây còn tưởng là sao hồng thật chứ. Tôi đã nói rồi, làm gì dễ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 500 triệu được chứ. Hóa ra là hàng giả do một thằng nghèo mặt dẹp tặng. Mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Thanh với vẻ giễu cợt nói. Tần Thanh Tâm lập tức cuống lên, đây là sao hồng thật mà. Chị họ, chị thật sự bị tên khốn này lừa rồi. Chị cũng nghe anh Bình nói đấy. Sao hồng thật trị giá 500 triệu, tên nghèo rất mồng tơi như anh ta có thể mua được sao? Trịnh Mỹ Linh tận tình khuyên bảo, theo em, chị nên sớm ly hôn với kẻ lừa gạt này đi. Đúng vậy, cô Tâm, tên này chỉ là một kẻ xỏ lá ba que thôi. Cô cam tâm sống với người như vậy cả đời à? Anh ta không chỉ là một tên bịp bợm mà còn là một kẻ ngu xuẩn. Không ngờ lại lấy sao hồng giả đi lừa cô. Tôi thấy cô và anh Hào rất xứng đôi, trai tài gái sắc đấy. Anh Hào là người thừa kế gia tộc hàng đầu Châu Thành. Nếu cô tới với anh ấy, tương lai sẽ là bà chủ của nhà họ Trần đấy. Đám chó săn của Trần Anh Hào đều ra sức phối hợp với Trịnh Mỹ Linh, chửi bới Dương Thanh không đáng một đồng. Tần Thanh Tâm cuối cùng đã hiểu rõ. Mình giải thích với đám người này chính là đàn gảy tai trâu. Dương Thanh dường như không nghe thấy gì, một mình hết ăn lại uống, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào trong bát của Tần Thanh Tâm. Vợ ơi, em đừng nói nhiều với bọn họ làm gì. Em chơi cả buổi chiều, chắc cũng đói bụng rồi đúng không? Nào, ăn một miếng sườn xào chua ngọt mà em thích nhất này, anh vừa nói vừa gắp một miếng vào trong bát của Tần Thanh Tâm. Trong lòng Tần Thanh Tâm tức giận lại sợ Dương Thanh lo lắng nên đành cười gượng, cảm ơn chồng. Trước mắt bao nhiêu người, hai vợ chồng thoải mái ăn uống như chẳng có ai bên cạnh, chẳng để ý tới những người khác. Mọi người đều ngạc nhiên, Trần Anh Hào tức tím mặt, lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Mỹ Linh thầm hoảng hốt, vội vàng cười hòa giải, nào, chúng ta nâng ly đi. Cô ta nói xong, cầm ly rượu trước mặt mình lên và đi tới chỗ Dương Thanh, chợt nói. Dương Thanh, cho dù tôi rất ghét anh nhưng chị họ tôi thích, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi. Tôi mời anh một ly rượu này, coi như xin lỗi anh về hành động vô lễ vừa rồi. Trịnh Mỹ Linh giống như biến thành một người khác, tất nhiên Dương Thanh không tin cô gái này sẽ thật sự nhận lỗi với mình. Dương Thanh nhìn Trịnh Mỹ Linh với vẻ mặt vô cảm, cô ta cũng nhìn anh một lát, nhưng vẫn không thấy anh cầm ly rượu lên. Dương Thanh, tôi mời rượu anh. Mà anh chả buồn cầm ly rượu lên thế. Anh khinh tôi à? Trịnh Mỹ Linh hơi tức giận, nhưng vì vụ liên hoàn mời rượu, để chuốc say Dương Thanh, cô ta vẫn phải nén giận. Dương Thanh lạnh lùng nói, cô cũng nói là cô mời rượu nhận lỗi với tôi, sao tôi phải uống với cô chứ?
Trịnh Mỹ Linh nghe vậy thì lập tức nghẹn lời. Được, tôi uống cạn, anh tùy ý. Trịnh Mỹ Linh nghiến răng nói rồi uống một hơi cạn ly. Sau đó, cô ta lại rót đầy cho mình và giơ về phía Dương Thanh. Dương Thanh, tôi mời anh ly này. Vẫn như lần trước, Dương Thanh không hề có ý định nâng ly lên. Vừa rồi tôi nhận lỗi với anh không uống cùng thì cũng thôi. Sao lần này anh cũng không uống? Trong giọng nói của Trịnh Mỹ Linh đã lộ rõ sự tức giận. Dương Thanh cười nhạt, làm gì có chuyện nhận lỗi chỉ có một ly. Trịnh Mỹ Linh suýt nữa đã nổi giận, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ mà Trần Anh Hào giao cho mình, cô ta lại phải nén cơn giận xuống. Vậy anh muốn tôi mời anh mấy ly? Trịnh Mỹ Linh hỏi. Nếu là người khác thì không có 7-8 ly, chắc chắn tôi sẽ không chịu để yên. Nhưng nể tình cô là em họ của Tâm, cô tự phạt 3 ly đi, Dương Thanh có phần trêu tức nói. Anh đã thấy chướng mắt với con nhỏ này từ lâu rồi. Nếu tự cô thích gây chuyện thì không trách được tôi rồi. Dương Thanh thầm nghĩ, Trịnh Mỹ Linh lại uống cạn thêm 2 ly. Cuối cùng, cô ta lại rót đầy 1 ly và nâng ly về phía Dương Thanh, lần này, anh sẽ không từ chối nữa chứ. Trong sự kinh ngạc của mọi người ở đây, Dương Thanh cầm 1 ly trà lên và đưa về phía Trịnh Mỹ Linh, sau đó uống cạn. Anh uống xong còn chép miệng, tươi cười ấm áp, trà ngon. Cạch! Trịnh Mỹ Linh cuối cùng cũng nổi giận. Cô ta đặt mạnh ly rượu lên bàn, tức giận nói, Dương Thanh, anh cố ý. Từ lúc tôi tới nhà họ Châu, cô đã buông lời ác ý với tôi. Vừa nãy cô giễu cợt tôi đủ điều, bây giờ lại đột nhiên muốn nhận lỗi với tôi, cô tưởng tôi là thằng ngu chắc. Dương Thanh nhìn Trịnh Mỹ Linh, ánh mắt lạnh lùng, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định đi. Nếu cô còn dám trêu chọc tôi, vậy đừng trách tôi không nể mặt. Bộp! Dương Thanh vừa nói dứt lời đã vỗ mạnh lên trên bàn. Khi tay anh nhấc lên, chỉ thấy phía trên có dấu tay lõm sâu xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Trịnh Mỹ Linh càng hoảng sợ hơn. Cô ta nhìn dấu tay hiện rõ kia, lại nghĩ tới những lời mình sỉ nhục Dương Thanh. Nếu vừa rồi anh ta tát lên mặt mình, có phải mặt mình đã nát bét rồi không? Trần Anh Hào khẽ híp mắt lại. Đến lúc này, anh ta mới ý thức được Dương Thanh không phải là người dễ bị bắt nạt. Mặc dù vậy, anh ta vẫn không hề sợ hãi. Cao thủ nhà họ Trần không chỉ để lại dấu tay, cho dù muốn đập vỡ cái bàn này cũng không thành vấn đề. Này nhóc, cậu làm vậy là không nể mặt tôi rồi. Trần Anh Hào cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt không tốt nhìn Dương Thanh. Ngoại trừ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, những người khác đều là chó săn của anh ta. Lúc này không ai dám nói gì nữa, rõ ràng đã bị Dương Thanh trấn áp. Nếu ngay cả anh ta cũng không lên tiếng, vậy tất cả kế hoạch tối này sẽ đổ bể hết. Anh là thứ gì chứ? Cũng đáng để tôi nể mặt sao? Khí thế của Dương Thanh đột nhiên tăng cao, nói chuyện vô cùng ngang ngược. Bố thí! Dương Thanh chẳng xem Trần Anh Hào ra gì, bình thản nói, khiến cho Trần Anh Hào lập tức sầm mặt xuống. Nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn, không nổi giận. Vừa rồi Dương Thanh đập tay xuống bàn, đã để lại dấu tay rõ rệt, một chưởng này đủ để cho thấy thực lực của anh mạnh cỡ nào. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ e đám người có mặt ở đây không có lấy một ai xứng là đối thủ của Dương Thanh. Được, được lắm, trong đám người trẻ tuổi, cậu là người đầu tiên không nể mặt tôi. Trần Anh Hào chỉ nói một câu như vậy rồi lại trầm mặc. Đám đi theo bợ đỡ anh ta đều hết sức kinh ngạc. Trong trường hợp như vậy mà Trần Anh Hào chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt là xong, không hề có bất kỳ động thái nào khác. Nhưng ai cũng rõ, Trần Anh Hào không phải loại người có thể chịu thiệt, chắc chắn chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng. Anh Hào, nào, em mời anh một ly. Lúc này, Trịnh Mỹ Linh vội vàng bước tới, bưng ly rượu lên, chủ động mời Trần Anh Hào một ly. Có Trịnh Mỹ Linh hóa giải bầu không khí gượng gạo, sắc mặt Trần Anh Hào cũng thoải mái hơn đôi chút. Anh ta giơ ly rượu, cụng ly với Trịnh Mỹ Linh, sau đó sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Đúng là anh Hào vẫn đỉnh nhất, không giống một số kẻ, không biết tí lễ nghĩa nào, người ta mời rượu cũng không biết mời lại. Cho nên người như anh Hào mới có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần. Trịnh Mỹ Linh vừa cười óng ẹo vừa nói, lời nói vừa tranh thủ nịnh bợ Trần Anh Hào lại vừa nhân cơ hội hạ thấp Dương Thanh. Nói xong, dường như cô ta lại sợ Dương Thanh nổi nóng. Bèn len lén đưa mắt nhìn anh một cái, thấy Dương Thanh không có phản ứng gì mới âm thầm thở ra một hơi. Ha ha, Mỹ Linh nói rất đúng,
anh Hào xuất sắc như vậy, có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần là điều hiển nhiên. Ha ha, nào, chúng ta cùng kính anh Hào một ly nào. Có người dẫn đầu nâng ly, những người khác đều đồng loạt đứng dậy, chỉ trừ mỗi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Lúc này Tần Thanh Tâm thấp thỏm, nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Xảy ra chuyện vừa rồi, cô hiểu được, e rằng tối nay đã không còn cơ hội bàn chuyện hợp tác nữa rồi. Nếu cứ thế này mà bỏ đi, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không được tốt lắm. Dẫu sao đa phần những người có mặt ở đây đều là con cháu nhà giàu có quyền quý của Châu Thành, dù hôm nay không đàm phán hợp tác thành công thì sau này cũng sẽ đến Châu Thành qua lại với nhau. Dương Thanh lại tỏ thái độ như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình, anh cứ vô tư ăn uống. Đi loanh quanh với Tần Thanh Tâm cả buổi, bây giờ anh đang rất đói, một bàn đầy ắp cá thịt thế này, mùi vị đều khá ngon. Mỹ Linh, em khá thật đấy. Không ngờ tử lượng của em lại tốt như vậy. Một cậu ấm nhà giàu đáp lễ Trịnh Mỹ Linh một ly rồi nheo mắt cười, nói. Trịnh Mỹ Linh vừa cười vừa nói, bình thường em vẫn hay đi theo bố em đến nơi này ăn cơm cùng đối tác, tử lượng đã được rèn luyện từ sớm mà. Ồ, nghe Mỹ Linh nói vậy có nghĩa là thường ngày em vẫn hay đến nhà hàng Bắc Viên Xuân dùng cơm. Người kia thoáng kinh ngạc hỏi. Trịnh Mỹ Linh đã uống khá nhiều, âm điệu giọng nói đã có chút thay đổi, cô ta cười bảo. Đây là nhà hàng tốt nhất ở Châu Thành mà, em là hội viên ở đây, đương nhiên phải thường xuyên đến. Nhà hàng Bắc Viên Xuân là sản nghiệp của nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Có người bảo nhiều tỉnh thành khác cũng có chi nhánh của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Nếu không có mối quan hệ vững chắc thì dù có bao nhiêu tiền chăng nữa cũng không thể trở thành hội viên của nơi này, có người kinh ngạc nói. Nếu các anh đã biết đây là sản nghiệp của nhà họ Mục thì hẳn cũng nên biết mối quan hệ giữa nhà họ Mục với gia tộc giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ là nhà họ Hàn chứ. Trịnh Mỹ Linh lập tức hăng hái hẳn lên. Nghe nói nhà họ Mục là một gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Hàn, nhà họ Mục nương nhờ tài nguyên của nhà họ Hàn để phát triển sản nghiệp gia tộc mình. Có người nói hàng năm nhà họ Mục đều phải nộp một phần lợi nhuận cho nhà họ Hàn đúng không, người kia lại nói. Bấy giờ Trịnh Mỹ Linh mới lấy ra một chiếc thẻ hội viên được làm rất tinh tế, vẻ mặt vô cùng đắc ý, đúng vậy, chiếc thẻ hội viên này của em chính là do nhà họ Hàn tặng đó. Tất cả những người ở đây đều tỏ ra hết sức kinh ngạc và ước ao, thật không ngờ nhà họ Trịnh với nhà họ Hàn có qua lại với nhau. Chiếc thẻ hội viên này của em mặc dù là do nhà họ Hàn tặng nhưng cũng chỉ là hội viên đồng là cấp bậc thấp nhất thôi, em không khoe khoang làm gì cho mất mặt. Anh Hào còn có hẳn thẻ hội viên vàng cao cấp hơn nhiều, đúng không ạ? Trịnh Mỹ Linh nhận ra mình đã nói hơi nhiều, bèn vội vàng đẩy Trần Anh Hào ra. Em nói vậy chẳng phải thừa thãi à? Anh Hào là ông chủ tương lai của gia tộc đứng đầu Châu Thành này, cấp bậc hội viên của anh ấy đương nhiên phải cao hơn em rồi. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, quay sang nịnh nọt Trần Anh Hào. Trần Anh Hào tỏ vẻ ngạo mạn, nhấc tách trà nhấp một hớp nhỏ. Lạnh nhạt bảo, thẻ hội viên của tôi là do chính Mục Đông Phong, người đứng đầu nhà họ Mục tận tay mang tặng. Nhưng cũng chỉ là một chiếc thẻ hội viên thôi, không có gì đáng chú ý lắm. Thật không hổ là anh Hào, ngay cả ông chủ của gia tộc quyền thế trong tỉnh Lỵ cũng phải đối xử kính cẩn với anh như thế. Mọi người đều cùng nhau nói những lời có cánh để nịnh bợ. Trần Anh Hào đắc ý ra mặt, liếc nhìn Tần Thanh Tâm. Anh ta vốn tưởng rằng Tần Thanh Tâm sẽ chú ý tới mình. Nào ngờ lúc này Tần Thanh Tâm lại đang thoải mái ăn uống, chẳng để ý đến hình tượng. Chị họ này, em muốn đi vào phòng vệ sinh, chị đi với em được không? Trịnh Mỹ Linh bỗng nhiên lên tiếng hỏi Tần Thanh Tâm. Vừa rồi cô ta đã uống hơi nhiều, đầu óc cứ nặng trình trịch, choáng váng cả người. Em đi với Mỹ Linh một lát rồi sẽ về ngay. Tần Thanh Tâm cũng thấy lo cho cô ta, bèn nói với Dương Thanh một tiếng rồi đứng dậy đỡ Trịnh Mỹ Linh đi tìm phòng vệ sinh. Đợi đến khi Tần Thanh Tâm và Trịnh Mỹ Linh rời khỏi phòng ăn này, những người kia đều nhìn về phía Dương Thanh bằng ánh mắt không được thân thiện. Dương Thanh, một thằng nghèo kiết xác như mày hoàn toàn không xứng với Tần Thanh Tâm, tao nghĩ, mày đến ở rể chắc cũng vì tiền nhỉ. Trần Anh Hào ngạo nghễ tựa vào lưng ghế, nhìn về phía Dương Thanh, cười lạnh, nếu vậy thì dễ thôi, tao cho mày 2 triệu, mày tránh xa Tần Thanh Tâm ra. Cô gái cực phẩm như cô ấy không phải là người mà mày có thể vấy bẩn đâu. Dương Thanh cười khẩy, 2 triệu. Anh đang bố thí ăn mày đấy à? Danh con, đối với người như mày thì 2 triệu đã là nhiều rồi, đừng có được nước lấn tới. Một gã chó săn của Trần Anh Hào lập tức mắng Dương Thanh.
Trần Anh Hào phất tay, tiếp tục nói, 5 triệu. Đây là cái giá cuối cùng của tao. Vừa dứt lời, anh ta chẳng thèm quan tâm Dương Thanh có đồng ý hay không, lấy ngay bút ra viết một tờ chi phiếu 5 triệu, đặt trước mặt Dương Thanh. Tiền mừng hạnh phúc. Dương Thanh cầm tờ chi phiếu lên xem, môi bỗng nở nụ cười. Mày cười gì? Trần Anh Hào nhíu mày. Tôi cười nhà họ Trần thật đáng thương. Cháu trưởng của Trần Hưng Hải lại là một thứ rác rưởi có tầm nhìn hạn hẹp, nếu nhà họ Trần thực sự để anh lên làm chủ nhà thì sớm muộn gì cũng suy tàn thôi. Dương Thanh vừa cười vừa nói. Dầm! Trần Anh Hào nện một quyền xuống bàn, cả giận quát láo xược. Mày dám nhục mạ nhà họ Trần tao thế à? Mày tin tao cho mày khỏi nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai luôn không? Sắc mặt anh ta hung tợn đe dọa, những kẻ khác cũng đã đứng lên. Mặc dù biết thân thủ của Dương Thanh hơn người, nhưng vào thời điểm thế này, dù có bị gãy chân gãy tay thì họ cũng phải đứng về phe Trần Anh Hào. Dương Thanh giễu cợt, tôi cũng muốn xem thử, một thằng ăn hại của nhà họ Trần có thể làm gì được tôi. Thấy Dương Thanh bình thản như vậy, lòng Trần Anh Hào giận đến sôi gan. Lúc này, anh ta bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Anh bớt ngạo mạn, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, bằng không, anh sẽ thật sự không thấy được ánh mặt trời của ngày mai đâu. Dương Thanh nhấc ấm trà, rót cho mình một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ Thượng Hạng, nhẹ nhàng nhấp một hớp, nheo mắt nhìn Trần Anh Hào rồi nói. Tuy Dương Thanh chỉ có một mình, nhưng lúc này khí thế trên người anh quá mạnh, làm đám Trần Anh Hào không một ai dám tiến lên. Các người làm gì thế? Đúng vào lúc này, Tần Thanh Tâm và Trịnh Mỹ Linh đã về đến phòng ăn. Thấy người trong phòng đều đã đứng dậy, hằm hằm nhìn về phía Dương Thanh, Tần Thanh Tâm lập tức giật mình kinh sợ. Dương Thanh nhìn về phía Tần Thanh Tâm, nở nụ cười dịu dàng, anh giơ tấm chi phiếu trong tay lên, cười ha hả nói với cô, đây là chi phiếu anh Hào đưa, anh ta nói anh ta rất ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta, cho nên tặng 5 triệu coi như tiền mừng. Dương Thanh vừa thốt ra những lời này, đám Trần Anh Hào đều hết sức kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần Thanh Tâm cũng ngơ ngác, khi thấy Dương Thanh nháy mắt với mình, cô lập tức hiểu ra, chắc chắn tình hình không như những gì Dương Thanh vừa nói. Anh Hào, vậy cảm ơn anh nhé. Tần Thanh Tâm mỉm cười nhìn về phía Trần Anh Hào, nói lời cảm ơn. Tôi. Trần Anh Hào đỏ bừng cả mặt, chỉ lắp bắp nói được một tiếng tôi rồi á khẩu, không thể nói thêm gì nữa. Trần Anh Hào cho Dương Thanh 5 triệu là để anh rời xa Tần Thanh Tâm. Nhưng qua lời Dương Thanh lại thành tiền mừng hạnh phúc của anh với Tần Thanh Tâm. Mọi người trong phòng lúc này đều trợn to mắt nhìn Dương Thanh. Mẹ nó chứ, đấy là tiền anh Hào đưa mày để. Sau vài giây ngây người, gã chó săn hung hăng nhất khi nãy lập tức quay sang phía Dương Thanh sủa ầm lên. Câm mồm. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu đã bị Trần Anh Hào quát bảo dừng lại. Anh Hào, nó. Gã kia đang trong cơn giận, muốn ồn ào thêm đôi câu. Trần Anh Hào cả giận quát, tao bảo mày câm mồm, mày không hiểu tiếng người à? Trần Anh Hào vốn đang tức muốn nổ phổi, không có chỗ xả ra, mà gã chó săn này lại cứ muốn chọc vào họng súng. Bấy giờ gã chó săn mới ý thức được mình vừa mới nịnh bợ nhầm chỗ, vô tình đã chọc giận Trần Anh Hào rồi. Những kẻ khác không ai dám nói một lời, im thin thít chờ Trần Anh Hào chút giận. Trần Anh Hào cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, sau đó mới lên tiếng, Dương Thanh. Cậu nên biết, có vài thứ có thể lấy, nhưng cũng có vài thứ không cầm nổi đâu, cầm lên là sẽ mang họa vào thân đấy. Lời nói của anh ta đầy ý đe dọa. Nếu muốn anh ta tự mình nói rõ, chi phiếu 5 triệu này là khoản anh ta đưa cho Dương Thanh để Dương Thanh rời xa Tần Thanh Tâm thì đúng là chuyện không thể. Tần Thanh Tâm vừa phối hợp với Dương Thanh, trông thấy cảnh tượng này lại bắt đầu căng thẳng. Đồng thời cô cũng hơi hối hận, bản thân cô biết rõ 5 triệu này không phải tiền mừng gì đâu. Nhưng cô vẫn cứ vở như mình thật sự tin. Dù sao đây cũng là Châu Thành, Trần Anh Hào lại là người thừa kế của gia tộc đứng đầu nơi đây, có thể nói, Châu Thành này chính là sân nhà của anh ta. Chồng à, hay là mình trả lại tiền cho anh ta đi? Tần Thanh Tâm níu chặt góc áo Dương Thanh, khẽ nói. Tuy cô đã hạ giọng rất nhỏ nhưng trong căn phòng đang hoàn toàn chìm trong yên lặng thế này, người khác vẫn nghe rõ mồn một. Dương Thanh không đáp lại. Anh chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Anh Hào, anh đang đe dọa tôi đấy à? Cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Trần Anh Hào bình thản nói. Bỗng anh ta ngồi xuống, tay phải đặt lên bàn, ngón trỏ liên tục gõ lên mặt bàn,
tạo ra một chuỗi âm thanh lanh lảnh, như là đang thúc giục Dương Thanh trả lại chi phiếu. Ngay khi tất cả mọi người chờ Dương Thanh trả lại chi phiếu, Dương Thanh bỗng nhiên nhét tấm chi phiếu 5 triệu kia vào trong túi mình. Chứng kiến hành vi khiêu khích của anh, đôi mắt Trần Anh Hào chợt lóe lên hai tia sáng lạnh. Con người tôi đây có một thói quen cực kỳ xấu, đó chính là không ưa bị đe dọa cưỡng ép, chỉ thích thái độ mềm mỏng. Nếu người ta hạ thấp mình năn nỉ cầu xin tôi, có lẽ tôi còn có thể nể mặt người ta đôi chút. Nhưng nếu có kẻ muốn buộc tôi làm gì đó, vậy thì xin lỗi nhé, tôi sẽ không để cho hắn ta được toại nguyện đâu. Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm, cùng ngồi xuống. Chồng! Tần Thanh Tâm lo lắng muốn chết, cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Dương Thanh siết chặt bàn tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng, vợ yên tâm, anh sẽ không để em rơi vào tình thế nguy hiểm. Phòng kế bên. Rõ ràng anh đang nói với Tần Thanh Tâm rằng anh không bao giờ làm chuyện gì mà bản thân không nắm chắc phần thắng. Bởi nói sao thì Tần Thanh Tâm vẫn còn đang ở bên cạnh anh, nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, Tần Thanh Tâm cũng sẽ gặp phải nguy hiểm tương tự. Trần Anh Hào cũng là một người thông minh, sao lại chẳng rõ ẩn ý trong câu nói này của Dương Thanh. Chỉ có kẻ mang lòng tự tin tuyệt đối mới có biểu hiện ung dung như thế. Trần Anh Hào bỗng thoáng hoài nghi, liệu những điều mà Trịnh Mỹ Linh nói với mình có sai lầm ở đâu chăng? Nhìn khí thế và phong độ mà Dương Thanh thể hiện ra ngoài hoàn toàn không giống một gã đàn ông tới ở rể bình thường chút nào. Chỉ có hai cách để giải thích cho những gì Dương Thanh vừa thể hiện. Một là anh ta hoàn toàn không hiểu được địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành này, hai là anh ta chỉ là một thằng ngu. Sau khi cân nhắc đánh giá, Trần Anh Hào tin vào cách giải thích thứ nhất hơn. Cậu có biết ở Châu Thành này, nói đến nhà họ Trần có nghĩa là gì không? Trần Anh Hào bỗng cất tiếng hỏi. Dương Thanh bình thản đáp, chẳng phải chỉ là một gia tộc nho nhỏ thôi sao? Có cái gì đáng để mắt đến? Trong mắt anh, xét trên khắp toàn bộ nước Chiêu Châu này, nhà họ Trần chỉ là một gia tộc nho nhỏ. Nhưng lời này khiến Trần Anh Hào càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Dương Thanh quả thật không nắm rõ địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành. Tầm nhìn khác nhau dẫn tới góc độ đánh giá vấn đề cũng khác nhau. Mỹ Linh, tay anh rể mạt dẹp này của em hình như còn chưa rõ lắm về địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành, em nói cho cậu ta biết đi. Trần Anh Hào bỗng khinh thường bật cười một tiếng, nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh rồi nói. Anh Hào, chắc chắn anh ta chẳng hiểu rõ được vấn đề, bằng không sao lại dám nói chuyện với anh như vậy chứ. Nhưng cũng có thể thông cảm được, dù sao anh ta cũng chỉ là một thằng ăn hại nằm ở tầng đáy xã hội, làm sao có thể hiểu được thực lực của một gia tộc lớn. Trịnh Mỹ Linh cười châm chọc, nhìn Dương Thanh và nói, ở Châu Thành này, có hai gia tộc đứng ở vị trí cao nhất, một là nhà họ Viên, hai là nhà họ Trần của anh Hào đây, mà anh Hào chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, ngày sau sẽ là ông chủ của cả nhà họ Trần đó. Anh Hào đây chính là ngôi sao nổi bật nhất trên bầu trời. Mà anh chỉ là một hạt bụi dưới mặt đất. Nói vậy, anh đã hiểu được địa vị của anh Hào chưa? Trịnh Mỹ Linh chẳng hề che giấu sự khinh bỉ của mình, vừa tâng bốc Trần Anh Hào lại vừa dẫm đạp Dương Thanh. Dương Thanh cười khẩy một tiếng, nói, đúng là điếc không sợ súng nhỉ. Anh chỉ nói một câu, sau đó chẳng buồn giải thích thêm lời nào nữa. Quỳnh, ngay khi anh đang định đưa Tần Thanh Tâm rời khỏi đây thì cửa phòng bỗng bật mở. Có người vừa đẩy mạnh cửa từ bên ngoài. Một người thanh niên chừng ngoài 20 đang lảo đảo đi vào. Các người là ai? Sao lại ngồi trong phòng riêng của bọn tôi? Tay thanh niên kia vừa định tìm chỗ ngồi thì lại phát hiện đã hết chỗ, bèn lớn tiếng chất vấn. Mẹ kiếp, con ma men này ở đâu ra thế? Mau cút đi. Lúc này, một gã chó săn của Trần Anh Hào là Vương Kỳ lập tức quay về phía người thanh niên mới vào quát mắng, còn đứng dậy định ngăn cản hắn ta lại. Ui chà, người đẹp, kha kha, anh hơi bị thích đấy. Vương Kỳ còn chưa kịp đi tới, gã ma men trẻ tuổi kia thấy Trịnh Mỹ Linh liền cười khùng khục, vươn tay định sờ ngực cô ta. A, à, đồ dê xồm. Trịnh Mỹ Linh hét lên, vội vã né tránh móng vuốt dê xồm của gã kia. Ơ mẹ nó chứ, dám trốn tôi à, có biết ông đây là ai không hả? Gã ma men trẻ tuổi kia thấy Trịnh Mỹ Linh né mình, lập tức nổi giận đùng đùng, quát lớn. Giơ tay vung một bạt tai. Mẹ kiếp, dám huênh hoang trước mặt anh Hào, chán sống rồi à, ông giết chết mày. Vương Kỳ xông lên một bước, đá gã ma men trẻ tuổi kia ngã lộn nhào xuống đất.
những kẻ khác như sợ bị Vương Kỳ cướp hết công lao bèn đồng loạt xông lên, tay đấm chân đá con ma men kia. Chẳng bao lâu sau, gã ma men trẻ tuổi kia đã bầm dập mặt mũi, máu me rầm rề cả mặt. Chúng mày đợi đấy. Hắn nhổ ra một ngụm nước bọt nhảy máu, nghiến răng nghiến lợi quát lên một tiếng rồi quay đầu rời khỏi đó. Mẹ nó, hôm nay là ngày gì không biết, sao mà gặp lắm thằng ngu thế này. Vương Kỳ hùng hùng hổ hổ trở về chỗ ngồi, lúc nói câu đó còn nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Trần Anh Hào vẫn ngồi yên trên ghế, thờ ơ cười một tiếng, nói, dạo này lắm kẻ thích làm màu lắm, nếu ai cũng đều là ông lớn thì lấy ai làm tay chân. Cậu Thanh này, tôi nói có đúng không? Dương Thanh cười cười, tôi thì hết sức tán thành những lời này. Chỉ có điều, có vài người, rõ ràng bản thân chỉ là thứ rác rưởi lại cứ một mực giả dạng làm ông lớn. Ngay cả chuyện mình vừa gây sự với ai cũng không biết, còn ngồi đó mà lải nhải. Anh Hào, tôi nói có đúng không? Trần Anh Hào hơi nheo mắt, Dương Thanh lại dùng chính lời của anh ta trả lại cho anh ta. Cùng lúc đó, trong phòng kế bên. Con làm sao thế này? Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đầu nhìn thấy Mục Trấn đi vào phòng, mặt mũi bầm dập sưng vù, lập tức giật mình kinh sợ, vội vàng bước đến hỏi han. Mục Trấn này chính là gã ma men trẻ tuổi vừa mới vào nhầm bên phòng của bọn Dương Thanh. Nếu Trần Anh Hào có mặt ở đây, nhất định sẽ phát hiện, những người trong phòng này đều là những nhân vật có máu mặt bậc nhất của Châu Thành. Bố của Mục Trấn lúc này đang ngồi ở vị trí cao nhất, bởi vậy có thể thấy được địa vị của ông ta cao thế nào. Mẹ nó chứ, tên khốn ở phòng bên dám đánh cả con. Hôm nay con mà không lột ra chúng nó thì con làm con chúng nó luôn. Mục Trấn nghiến răng nghiến lợi nói. Những người có mặt trong phòng này bất chợt thấy lòng thấp thỏm. Dù sao nơi đây cũng là Châu Thành, Mục Trấn bị người ta đánh ngay trên địa bàn của bọn họ, có thể đoán được bọn họ đang sợ hãi cỡ nào. Mẹ kiếp, đứa nào dám đánh cả con của Mục Đông Phong tao? Chán sống rồi đúng không? Mục Đông Phong đứng phắt lên, lập tức rời khỏi phòng. Sau lưng ông ta còn có hai gã vệ sĩ cao lớn đi theo. Các vị quyền cao chức trọng của Châu Thành thấy thế thì đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng lên đi theo hai cha con Mục Đông Phong sang phòng kế bên xem sao. Em họ độc ác. Chồng à, em thấy cũng muộn rồi, hay anh đưa em về nhà trước nhé. Thấy Dương Thanh và Trần Anh Hào có vẻ căng thẳng, Tần Thanh Tâm nói với vẻ lo âu. Tuy Dương Thanh không sợ nhưng anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng, bèn gật nhẹ đầu, được. Để anh đưa em về. Mẹ nó. Tinh tướng cho đã rồi định bỏ đi à? Mày đã hỏi ý kiến của tao chưa? Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vừa đứng dậy, Vương Kỳ cũng đứng lên theo, chắn đường họ. Lần này Trần Anh Hào không ngăn cản Vương Kỳ nữa, anh ta vẫn chưa có được Tần Thanh Tâm, đâu thể dễ dàng thả cô và Dương Thanh đi chứ. Trịnh Mỹ Linh cũng cười lạnh, Dương Thanh, tôi khuyên anh, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi anh Hào, không chừng anh Hào sẽ nể mặt chị họ tôi rồi tha mạng cho anh. Bằng không, hôm nay anh đừng hòng rời khỏi đây một bước. Mỹ Linh, sao em có thể làm thế với anh rể em hả? Tần Thanh Tâm quát Trịnh Mỹ Linh với vẻ không dám tin. Tuy cô biết Trịnh Mỹ Linh rất ghét Dương Thanh, nhưng không ngờ cô ta lại nói đỡ cho người khác, còn định bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi. Chị, em cũng không lừa chị làm gì, em tổ chức bữa tiệc này để làm mối cho chị và anh Hào, chứ kẻ vô dụng và ngu ngốc như Dương Thanh không có tư cách để ở bên chị đâu. Trịnh Mỹ Linh cũng không giấu giếm nữa, cười ha hả, chị cũng biết anh Hào là ai rồi đấy, anh ấy không ngại chuyện chị là hàng đã qua sử dụng, vẫn đồng ý cho chị làm người tình, sau này đến khi anh ấy thừa kế vị trí chủ gia tộc thì sẽ không đối xử tệ bạc với chị đâu. Tần Thanh Tâm vô cùng kinh ngạc, cô có thể chấp nhận câu trước của Trịnh Mỹ Linh, nhưng câu sau lại khiến cô phải nghi ngờ là mình đã nghe nhầm. Không ngờ đứa em họ luôn thích bám đuôi cô từ nhỏ lại nói cô là hàng đã qua sử dụng. Còn bảo cô làm người tình của Trần Anh Hào nữa chứ. Trịnh Mỹ Linh, em biết mình đang nói gì không? Mắt Tần Thanh Tâm đỏ ngầu, cắn răng hỏi. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh, được rồi, chị đừng vờ vịt trước mặt em nữa. Em nghĩ chắc chị đã nghe rõ hết những lời mà em vừa nói rồi, chị nên biết điều, đi theo anh Hào đi. Chỉ cần chị ở bên anh Hào đêm nay, ngày mai sẽ có vô số người chủ động tìm chị để bàn chuyện hợp tác. Rốt cuộc Tần Thanh Tâm cũng hiểu rõ. Trịnh Mỹ Linh định bán cô cho kẻ khác thật. Cô cảm thấy trái tim mình như tan nát.
Hồi trước cô đối xử tốt với Trịnh Mỹ Linh như thế, thậm chí còn thường xuyên gửi tiền sinh hoạt cho cô ta sau khi cô ta lên đại học. Khi công ty nhà cô ta khó khăn nhất, Tần Thanh Tâm cũng từng giúp đỡ. Nhưng hôm nay, chính đứa em họ mà cô từng giúp này lại sỉ nhục cô là hàng đã qua sử dụng, còn định đưa cô lên giường của người khác. Trần Anh Hào cũng không mở miệng ngăn cản, lúc này khuôn mặt luôn tươi cười kia lại khiến người ta thấy ghê tởm. Kế hoạch của anh ta và Trịnh Mỹ Linh vốn là chuốc say Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, sau đó Trịnh Mỹ Linh sẽ đích thân đưa Tần Thanh Tâm lên giường Trần Anh Hào. Nhưng kết quả Dương Thanh lại rất cảnh giác, không uống rượu, cũng không cho Tần Thanh Tâm uống một giọt rượu nào. Bây giờ hai người lại định rời đi, Trịnh Mỹ Linh cuống lên, bắt buộc phải để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt tất cả mọi người. Từ đầu đến giờ, Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt anh như có hai đốm lửa đang lấp lóe, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhìn gì mà nhìn, mau quỳ xuống xin lỗi đi, bằng không đừng trách anh Hào nhẫn tâm, không khách khí với anh nữa đấy. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Trịnh Mỹ Linh không khỏi bối rối, vội quát anh, nhờ vào đó để giảm bớt sự hoảng loạn của mình. Dương Thanh không quan tâm đến cô ta, bỗng nhìn về phía Trần Anh Hào, anh định giữ chúng tôi lại thật à? Đây là bữa tiệc của Mỹ Linh, mọi chuyện đều do cô ấy quyết định. Trần Anh Hào nhếch môi, nở nụ cười. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn không chịu thể hiện sự cầm thú của mình trước mặt mọi người, vẫn duy trì dáng vẻ lịch thiệp. Bốp, bốp, bốp. Anh ta dứt lời rồi bất chợt vỗ tay. Cửa phòng riêng bỗng mở ra, hai người đàn ông cường tráng xuất hiện, đi thẳng đến sau lưng Trần Anh Hào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Vừa rồi Trần Anh Hào đã gọi vệ sĩ của mình đến. Dấu tay mà Dương Thanh để lại trên bàn trước đó vẫn có sức đe dọa to lớn với anh ta. Nhưng có vệ sĩ nhà họ Trần, anh ta không cần sợ hãi nữa. Đối với anh ta, lúc này Dương Thanh chính là thịt cá trên thớt, mặc cho anh ta mổ xẻ. Mẹ nó, ông đây đã thấy mày ngứa mắt từ lâu rồi, mau quỳ xuống xin lỗi anh Hào, bằng không ông đây sẽ là người đầu tiên đánh mày đấy. Đồ ngu! Mau quỳ xuống xin lỗi đi, không chừng anh Hào sẽ thấy vui rồi chừa cho mày một con đường sống. Chẳng phải hồi nãy mày trâu bò lắm à? Tiếp tục đi, để bọn tao xem rốt cuộc ai mới là ông lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mắng chửi Dương Thanh, thái độ vô cùng hống hách. Tần Thanh Tâm rất bối rối và sợ hãi, lúc này cô chỉ thấy vô cùng hối hận vì đã tin tưởng ả đê tiện Trịnh Mỹ Linh, không ngờ cô ta dám bán đứng cả chị họ mình vì lợi ích. Trịnh Mỹ Linh ngồi cạnh Trần Anh Hào, trông vô cùng đắc ý, có vệ sĩ của Trần Anh Hào ở đây, cô ta cũng mạnh miệng hơn hẳn. Dương Thanh, bây giờ anh biết sự lợi hại của anh Hào rồi chứ? Nếu biết điều thì mau nói với anh ấy rằng anh sẵn lòng dâng chị họ tôi lên đi. Trịnh Mỹ Linh nói với vẻ mỉa mai. Im mồm. Tần Thanh Tâm tức giận đến mức mắt đỏ hoe, đừng gọi tôi là chị họ, cô không xứng. Ha ha, Tần Thanh Tâm. Chị đừng lên mặt với tôi nữa, anh Hào vừa nói rồi đấy, đây là bữa tiệc do tôi tổ chức, tôi có quyền quyết định. Trịnh Mỹ Linh cười lớn, nếu chị dám nói nhảm thêm một câu, tôi sẽ cho người đánh ông chồng vô dụng của chị thành tàn tật luôn đấy, chị tin không? Tâm! Tần Thanh Tâm vừa định lên tiếng, Dương Thanh bỗng gọi cô. Cô áy náy nhìn Dương Thanh, chồng ơi, em xin lỗi, em không ngờ nó lại độc ác đến vậy. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu. Nắm lấy vai Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói, em đừng quên, anh đã hứa với em rằng sẽ không để em bị tổn thương nữa, nếu anh ngã xuống thì bảo vệ em kiểu gì được. Đối với anh, họ chỉ là đám hề đang nhảy nhót mà thôi, sao phải sợ chứ? Tần Thanh Tâm vốn đang rất căng thẳng, nhưng khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Dương Thanh, tất cả nỗi sợ của cô đều tan thành mây khói. Cô bỗng có cảm giác, chỉ cần Dương Thanh ở bên cô, cho dù trời sập xuống thì cô cũng không hề hấn gì. Dương Thanh, anh ngông cuồng quá đà rồi đấy. Trịnh Mỹ Linh giận dữ quát rồi ra lệnh cho hai vệ sĩ của Trần Anh Hào, đánh anh ta cho tôi. Dầm. Đúng lúc hai vệ sĩ định lao về phía Dương Thanh, cửa phòng riêng bỗng bị một luồng sức mạnh khổng lồ phá nát. Ngay sau đó, một đám người ùa vào phòng. Người dẫn đầu lại là gã ma men trẻ mà họ vừa đánh đuổi khỏi phòng riêng. Bố! Vừa nãy mấy tên khốn này đánh hội đồng con, còn đòi giết con nữa đấy. Mục Trấn chỉ tay về phía đám người Trần Anh Hào, tức giận nói. Khoác lác. Khi thấy Mục Trấn dẫn cả đám người vào,
hơn nữa phần lớn đều là chủ của các gia tộc lớn ở Châu Thành, mọi người đều ngây ngốc. Bố, sao bố lại đến đây? Khi thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, Vương Kỳ chó săn số một bên cạnh Trần Anh Hào vô cùng kinh ngạc. Bố! Bố! Trong số hơn 10 người ở phòng riêng thì đã có tới 7, 8 người nhận ra bố mình. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là bố họ đang đi theo một người trung niên. Hơn nữa bên cạnh người trung niên kia còn có một gương mặt quen thuộc, đó chính là Mục Trấn vừa bị họ đánh hội đồng rồi đuổi khỏi phòng riêng. Vừa nãy, Mục Trấn đã gọi người đàn ông kia là bố. Những người vừa đánh Mục Trấn đều vô cùng sợ hãi. Chẳng riêng gì họ, bố họ cũng sợ hết hồn. Hay thật đấy, không ngờ trong những người vừa đánh con tôi lại có cả con của mấy ông chủ ở đây, Mục Đông Phong cười lạnh. Nghe thấy thế, sắc mặt của mấy chủ gia tộc thay đổi hẳn, họ nhìn nhau rồi vội vàng giận dữ quát con mình, mấy thằng trời đánh này. Sao chưa cút qua đây để xin cậu Trấn tha thứ đi? Nhà họ Mục là gia tộc ở tỉnh Lỵ, nếu chỉ đơn giản thế thì tốt, nhưng chớ trêu thay, nhà họ Mục lại phụ thuộc vào nhà họ Hàn gia tộc quyền quý bậc nhất tỉnh Lỵ. Có thể nói, nếu đắc tội với nhà họ Mục thì cũng đắc tội với nhà họ Hàn luôn. Đối với họ, nhà họ Hàn chính là ông trời, có thể xóa sổ gia tộc của họ chỉ bằng một câu nói. Mục Đông Phong chỉ có một đứa con là Mục Trấn nên vô cùng cưng chiều hắn, bây giờ hắn lại bị đánh ở Châu Thành. Có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Cậu Trấn, tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi. Cậu Trấn, tôi biết sai rồi. Cậu rộng lượng tha cho tôi với. Cậu Trấn, tôi cũng biết sai rồi. Cậu rộng lượng tha cho tôi đi. Những cậu ấm nhà giàu vừa kêu gào, bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi Trần Anh Hào đều bò dạp trước chân Mục Trấn để xin tha, trông chẳng khác gì chó. Sắc mặt Trần Anh Hào khó coi tới cực điểm. Đây đều là người của anh ta, giờ lại thành trò cười cho Dương Thanh nhìn. Đây là lần đầu tiên Trần Anh Hào gặp Mục Đông Phong nên cũng không biết ông ta là ai. Nhưng từ thái độ của các chủ gia tộc, anh ta có thể đoán được ông ta có thân phận không tầm thường. Mẹ nó, chẳng phải hồi nãy bọn mày rất hống hách hư. Ngay cả ông đây cũng dám đánh, giờ biết sợ rồi à. Lúc này Mục Trấn vô cùng hống hách, đá cho đám cậu ấm nhà giàu kia ngã lăn quay. Chỉ vào họ rồi giận dữ nói, ông đây lớn thế này rồi mà mới bị đánh lần đầu tiên, cho dù hôm nay bố bọn mày ở đây thì tao cũng không bỏ qua cho bọn mày. Câu nói này của hắn không nể nang ai cả. Nhưng các chủ gia tộc đều không dám hó hé, có mấy người không đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo, bèn cúi đầu. Mẹ nó, mở to mắt ra nhìn cho tôi. Mục Trấn tức giận quát mấy chủ gia tộc kia. Mục Đông Phong đứng bên cạnh, không nói năng gì. Đây là con ông ta, hắn có tư cách để vênh váo ở Châu Thành như thế. Chính sự nuông chiều của ông ta đã khiến Mục Trấn ngang ngược từ nhỏ, coi thường tất cả mọi người. Sau khi bị Mục Trấn quát, các chủ gia tộc đều mở to mắt nhìn con mình. Đi lấy cho tôi một ống sắt đến đây. Mục Trấn bảo vệ sĩ sau lưng mình. Vệ sĩ kia nhanh chóng cầm một tuýp sắt tới. Mấy cậu ấm nhà giàu đều sợ ngu người, Mục Trấn đang định chơi ác rồi đây. Dầm. Mục Trấn không nói gì thêm, vung tuýp sắt đập mạnh vào tay Vương Kỳ. Sau tiếng nứt xương giòn giã, tay Vương Kỳ đã gãy. Á! Ngay sau đó, trong phòng riêng tràn ngập tiếng hét của Vương Kỳ. Hờ, mới bắt đầu mà mày đã không chịu được rồi à? Vừa nãy mày đánh hăng nhất, ông đây phải đập gãy tay chân mày. Mục Trấn xoay cổ tay rồi tiến lên một bước, đập vào cánh tay còn lại của Vương Kỳ. Á! Bố ơi! Đau chết mất! Cứu con, á. Vương Kỳ vừa cầu cứu bố mình vừa giãy giụa né tránh. Hai vệ sĩ bước đến, ấn chặt Vương Kỳ xuống đất. Mục Trấn không hề nương tay, đánh rất ác. Tay chân của Vương Kỳ nhanh chóng gãy hết, hắn ta đau tới mức ngất đi. Còn bố hắn thì tận mắt nhìn cả quá trình, không dám hó hé nửa lời. Không phải ông ta không muốn, mà là không dám. Khi thấy cảnh tượng này, mấy cậu ấm nhà giàu khác đều run bần bật. Họ nhìn về phía bố mình, trong mắt tràn ngập sự cầu xin. Nhưng bố họ cũng không nói đỡ, mà lại ra hiệu cho họ chịu đựng một mình. Anh Hào, xin anh cứu bọn em đến đây vì anh mà, anh giúp bọn em với. Khi thấy Mục Trấn đi về phía mình, một cậu ấm nhà giàu sợ hết hồn, vội cầu xin Trần Anh Hào. Đúng thế, anh Hào, anh là người thừa kế của gia tộc quyền quý bậc nhất Châu Thành. Chẳng phải anh vừa nói anh có thẻ hội viên vàng của nhà hàng Bắc Viên Xuân,
do chủ gia tộc họ Mục Mục Đông Phong đích thân tặng ư. Anh mau giúp bọn em với. Bọn em không muốn bị tàn tật. Những người khác cũng thi nhau cầu khẩn. Sắc mặt Trần Anh Hào vô cùng khó coi, nếu anh ta ngó lơ thật thì có lẽ tất cả các gia tộc ở đây sẽ xa lánh nhà họ Trần mất. Này người anh em, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, cậu đã đánh một người tàn tật, chắc cũng hả giận rồi chứ. Xin nể mặt Trần Anh Hào tôi mà tha cho mấy người này. Rốt cuộc Trần Anh Hào cũng bước lên trước, thản nhiên nói với Mục Trấn. Thẻ hội viên vàng ở Bắc Viên Xuân của anh là do Mục Đông Phong đích thân tặng thật à? Mục Trấn bỗng hỏi Trần Anh Hào. Trần Anh Hào không biết Mục Đông Phong đang ở đây, thấy đối phương không đánh nữa, anh ta cứ tưởng hắn đã sợ. Thế nên anh ta ngạo nghễ nói, đúng thế, thẻ vàng của tôi là do chủ gia tộc họ Mục Mục Đông Phong đích thân tặng. Trần Anh Hào vừa dứt lời, mấy chủ gia tộc ở Châu Thành đều nhìn anh ta với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ồ, móc nối giỏi đấy nhỉ, ngay cả chủ gia tộc họ Mục cũng phải đích thân tặng quà cho anh. Mục Trấn bỗng nở nụ cười như ác ma, đi về phía Trần Anh Hào, không biết người anh em đây họ gì. Trần Anh Hào lập tức cảm thấy rất hãnh diện, tinh tướng chỉnh lại cổ áo mình rồi ngạo nghễ nói, tôi là Trần Anh Hào, đến từ nhà họ Trần ở Châu Thành. Vậy anh biết ông ấy là ai không? Mục Trấn bỗng thấy hơi tức cười, bèn chỉ về phía bố mình rồi hỏi Trần Anh Hào. Trần Anh Hào nhíu mày, cảm thấy hơi sai sai nhưng vẫn lắc đầu, chẳng phải đó là bố cậu à? Vậy anh biết ông ấy tên gì không? Mục Trấn mỉm cười, cảm thấy ngày càng thú vị. Tôi không biết, cho hỏi đây là... Trần Anh Hào ngờ vực hỏi. Ông ấy họ Mục, tên Đông Phong, đến từ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Anh nói xem ông ấy là ai? Mục Trấn nở nụ cười tà ác. Đến lượt mày. Khi Mục Trấn nói ra lời này, cả phòng lặng ngắt như tờ. Biểu cảm của Trần Anh Hào vô cùng đặc sắc, anh ta đâu có ngờ Mục Đông Phong mà mình lấy ra để làm mầu với thiên hạ cũng đang đứng ở đây. Chẳng trách ông ta lại được nhiều nhà quyền thế ở Châu Thành theo như vậy, quả nhiên là Mục Đông Phong. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, như là đang nhìn một thằng ngốc vậy. Đám cậu ấm vừa nãy còn ôm chút hy vọng kia, sau khi biết người đàn ông trung niên được bố họ vây quanh chính là Mục Đông Phong thì ai nấy cũng đều vô cùng xấu hổ. Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh Trần Anh Hào, mặt tái mét. Keng, keng, keng. Mục Trấn không ngừng gõ ống sắt lên bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn Trần Anh Hào nói, nào, nói lại cho tao nghe xem, tấm thẻ vàng của mày là ai cho mày đấy. Mặt Trần Anh Hào đỏ gay, không nói nổi một câu nào. Không phải anh ta không muốn nói, mà là sau khi anh ta biết Mục Trấn là con trai Mục Đông Phong, trong lòng sợ hãi, sợ lỡ như nói sai lời nào lại đắc tội với nhà họ Mục thì nguy. Choang! Mục Trấn vung mạnh tay, ống sắt đập mạnh vào tấm kính cường lực ở giữa bàn ăn, một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn xoay bằng kính cường lực vỡ tan tành ngay lập tức. Nói, Mục Trấn tức giận gầm lên. Tất cả mọi người sợ phát khiếp, Trần Anh Hào đứng cạnh Mục Trấn càng sợ hãi hơn. Tôi sai rồi. Trần Anh Hào run rẩy trước mặt mọi người, anh ta đi thẳng về phía Mục Đông Phong và quỳ bộp xuống sàn. Ông chủ Mục, tôi sai rồi. Tôi không nên mượn tên ông. Thẻ hội viên vàng của tôi là giả. Tôi chỉ dùng nó để lấy le thôi. Mỗi lần mời khách ăn cơm, tôi không hề dùng đến nó. Trên trán Trần Anh Hào rịn đầy mồ hôi hột, cơ thể run lên bần bật. Bịch! Mục Đông Phong đá bay Trần Anh Hào qua một bên. Trừng mắt quát, mày là cái thá gì hả? Dám mượn danh ông đây? Đừng nói là mày, cho dù Trần Hưng Hải có đến đây, cũng không dám mượn danh nghĩa tao đâu nhé. Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Cầu xin ông chủ Mục cho tôi một con đường sống. Tôi thật sự biết sai rồi. Trần Anh Hào khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Thường ngày ra vẻ quý ông đĩnh đạc, cuối cùng cũng biết sợ rồi. Mục Đông Phong khét tiếng là ra tay tàn nhẫn. Nhà họ Mục tuy không phải là gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ, nhưng cũng là gia tộc hùng cường có tiếng. Hiện giờ, Trần Anh Hào lại mượn danh Mục Đông Phong để làm mầu, anh ta thừa biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Gọi cho ông nội mày, nói ông ta có 10 phút để lăn đến đây, nếu không thì chờ dọn xác mày đi, Mục Đông Phong bỗng nhiên nói. Trần Anh Hào làm sao dám nói không, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hưng Hải. Ánh mắt Mục Đông Phong sắc lạnh. Lần này ông ta đến Châu Thành, vốn định mở rộng sức ảnh hưởng của nhà họ Mục ra các thành phố khác, nên mới mời người đứng đầu các gia tộc quyền thế đến tụ họp.
Sở dĩ không mời nhà họ Trần và nhà họ Viên là vì hai gia tộc này nắm một nửa Giang Hải rồi, dù nhà họ Mục mạnh hơn hai gia tộc này nhiều và có thu phục được hai nhà này thật thì cũng khó mà khống chế được. Cho nên, ông ta muốn bắt đầu ra tay từ các gia tộc tuyến 1, tuyến 2 trước. Nhưng không ngờ Trần Anh Hào lại chủ động chọc giận mình, đây chính là lý do hết sức chính đáng để bắt nhà họ Trần bồi thường một khoản kha khá đây. Con trai, tiếp tục đi, vừa rồi đứa nào đánh con đâu, không được bỏ qua đứa nào hết. Mục Đông Phong lại nhìn về phía Mục Trấn và nói. Mục Trấn cười khẩy một tiếng, mang theo ống tuyếp, lại đi về phía những tên còn lại. Rất nhanh, cả lô trong hơn 10 tên cậu ấm, người thì gãy tay, kẻ thì gãy chân. Tuy rằng Mục Trấn ra tay rất ác, nhưng trừ tên Vương Kỳ đánh hắn mạnh nhất bị đánh tàn phế hai tay hai chân ra, những tên còn lại chỉ bị đánh gãy tay hoặc chân thôi. Đây là điều Mục Đông Phong dạy hắn. Một khi có nhiều người chọc giận mình, chỉ cần xử một tên làm gương, còn với những tên khác, không cần ác đến vậy. Nếu tất cả đều bị đánh gãy tay chân, e rằng các gia tộc sẽ ghi hận. Nhưng nếu chỉ một tên bị phế hết chân tay, những tên còn lại chỉ bị gãy một tay hoặc một chân thì chúng sẽ cảm thấy may mắn. Trần Anh Hào bần thần ngồi trên nền nhà, tận mắt chứng kiến tất cả. Nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mặt đám cậu ấm kia, anh ta bỗng cảm nhận được có một dòng nước ấm khó ngửi từ chỗ mình ngồi. Lúc này, chỉ có Dương Thanh bình yên ngồi bên kia. Thằng nhóc, giờ đến lượt mày. Mục Trấn vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh mặt không biến sắc nhìn hắn một cái, tôi không cùng một ruột với bọn họ, vừa nãy cũng không tham gia đánh cậu. Mục Trấn đanh mặt, đang định xách ống sắt đến tận Dương Thanh một trận thì một bóng dáng già nua vội vàng đi đến. Ông chủ Mục, cậu đến Châu Thành khi nào sao không báo trước một tiếng? Người nhà họ Trần tôi không kịp nghênh đón, thất lễ. Thất lễ quá, là chủ gia tộc họ Trần, Trần Hưng Hải. Lão vội vàng đi đến. Không thèm ngó ngàng đến Trần Anh Hào mà tới chào hỏi Mục Đông Phong trước. Mục Đông Phong nheo mắt, nếu Trần Hưng Hải ngang ngược, vừa tới đã đòi người thì ông ta còn kiếm cớ ra tay được. Nhưng Trần Hưng Hải không thèm nhắc đến chuyện Trần Anh Hào, mà chỉ chào hỏi ông ta. Ông chủ Trần bận rộn quá, sao rảnh đến đón tôi được? Mục Đông Phong cố tình khích bác. Sao ông chủ Mục lại nói như vậy? Dù tôi có bận đến mấy cũng không dám bất kính với cậu, Trần Hưng Hải sang sảng cười lớn nói. Mục Đông Phong cười, tôi gọi ông chủ Trần đến đón người, chắc ông cũng không rõ tình hình cụ thể đâu nhỉ. Trần Hưng Hải không biết thật, Mục Đông Phong bảo gọi lão ta đến trong vòng 10 phút, Trần Anh Hào sợ quá giờ nên chỉ nói là anh ta đã đắc tội với Mục Đông Phong, còn chuyện sao lại đắc tội ông ta, anh ta không nói. Thứ ngu ngục, còn không mau lại đây. Ánh mắt Trần Hưng Hải phút chốc trở nên lạnh lẽo, gầm lên với Trần Anh Hào. Trần Anh Hào run rẩy chạy tới. Bịch! Anh ta vừa mới chạy đến đã bị Trần Hưng Hải đạp một cú ngã nhào trên mặt đất quỳ xuống. Trần Anh Hào trong lòng run sợ, vội vàng quỳ dưới chân Trần Hưng Hải. Tao bảo mày quỳ xin lỗi ông chủ Mục kia. Trần Hưng Hải tức giận. Tặng cậu dùng. Ông chủ Mục, dù thằng khốn này đã làm ra chuyện gì. Nếu đã chọc giận đến ông chủ Mục thì chính là lỗi của nó. Trần Hưng Hải tỏ vẻ nghiêm túc nói, ông chủ Mục muốn chém muốn giết, cứ việc xử lý, cho dù là giết chết nó, Trần Hưng Hải tôi cũng không một câu oán hận. Ông nội. Trần Anh Hào vô cùng kinh ngạc, bình thường ông nội yêu thương anh ta lắm, không ngờ giờ lại bỏ mặc anh ta như thế. Nghe Trần Hưng Hải nói ra những lời vô tình như vậy, ai ai cũng kinh ngạc, ngay cả Mục Đông Phong cũng bất ngờ. Không ngờ. Lão già này lại vô tình đến thế, nhưng phải thừa nhận, Trần Hưng Hải cực kỳ thông minh. Thậm chí không cần hỏi rốt cuộc Trần Anh Hào đã làm chuyện gì mà đã để Mục Đông Phong tùy ý xử trí rồi. Nếu ông chủ Trần đã nói như vậy, tôi còn cố chấp không tha thì có vẻ tôi hẹp hòi quá. Sau một phút trầm mặc, Mục Đông Phong bỗng nhiên cười nói, nể mặt ông chủ Trần, tôi bỏ qua cho cậu ta lần này. Còn không mau cảm ơn ông chủ Mục. Trần Hưng Hải đá Trần Anh Hào một cái, phẫn nộ quát. Trần Anh Hào như được đặc xá, vội vàng nói cảm ơn ông chủ Mục. Cảm ơn ông chủ Mục. Ông chủ Mục, trước giờ tôi vẫn luôn muốn đến tỉnh lỵ chào hỏi cậu, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở Châu Thành. Trần Hưng Hải bỗng nhiên cười nói, không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi chút nào. Hửm. Mục Đông Phong cười hỏi, không biết ông chủ Trần tìm tôi có chuyện gì.
Tôi có mối làm ăn lớn muốn bàn với ông chủ Mục đây, Trần Hưng Hải thần bí nói. Tuy rằng Mục Đông Phong không biết Trần Hưng Hải muốn bàn chuyện gì, nhưng lại vô cùng hứng thú, ông ta cười khà khà nói, đi thôi, qua phòng bên cạnh nói. Trước khi rời đi, Mục Đông Phong dặn dò Mục Trấn, con tự dọn dẹp đống này đi. Bố qua phòng bên cạnh bàn chuyện làm ăn với ông chủ Trần. Anh Hào, ở lại phụ cậu chủ Mục xử lý chuyện này. Trần Hưng Hải cũng dặn dò Trần Anh Hào. Trần Anh Hào nhất thời mừng rỡ, lập tức đồng ý. Anh ta cảm thấy như vừa vượt qua quỷ môn quan, mới vừa rồi còn tưởng Mục Đông Phong muốn giết mình, không ngờ không chỉ không giết, mà ngược lại còn tạo cơ hội để anh ta làm quen với Mục Trấn. Cậu Trấn, vừa nãy là tôi có mắt không tròng, mong cậu rộng lượng bỏ qua. Trần Anh Hào vội vàng đến chỗ Mục Trấn giải thích. Mục Trấn tuy rằng ngang ngược, nhưng không phải kẻ không có đầu óc. Hắn hiểu ý bố mình, liền cười ha hả, chủ động choàng vai Trần Anh Hào nói, nếu bố tôi và ông chủ Trần đã là bạn bè, thì sau này chúng ta cũng là anh em rồi. Thấy hai người thân thiết như vậy, những cậu ấm bị đánh gãy tay chân kia đều nhìn Trần Anh Hào với cặp mắt phẫn nộ. Nếu không phải tại Trần Anh Hào, sao bọn họ lại bị đánh tơi tả như này? Bây giờ, Trần Anh Hào lại trở thành anh em với Mục Trấn. Dương Thanh không ngờ sẽ có cú cua gắt này, bất lực lắc đầu. Vợ, chúng ta về thôi. Dương Thanh cười rồi nắm tay Tần Thanh Tâm, chuẩn bị rời đi. Ai cho mày đi? Hai vợ chồng vừa mới đi được vài bước, Trần Anh Hào bỗng nhiên quát lớn. Dương Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Anh Hào, có việc gì? Ánh mắt Trần Anh Hào nhìn Dương Thanh ngập tràn thù hận. Hôm nay, nếu không vì đối phó với Dương Thanh thì sao anh ta lại đắc tội với Mục Trấn được chứ? Đương nhiên anh ta sẽ đổ mọi tội danh lên đầu Dương Thanh rồi. Cậu Trấn, cậu thấy cô gái kia thế nào? Trần Anh Hào không để ý đến Dương Thanh nữa, mà cười cợt nhả chỉ vào Tần Thanh Tâm. Lúc nãy Mục Trấn đã để ý Tần Thanh Tâm rồi, chỉ là đang báo thù nên cũng không nhìn kỹ lắm. Giờ nhìn kỹ lại, quả là một người đẹp tuyệt sắc, mắt hắn sáng rực lên, cực phẩm. Tôi định tối nay chiếm hữu con ả, nhưng giờ cậu Trấn ở đây thì tôi giữ cô em này lại cho cậu nhé. Trần Anh Hào cười nói, giống như Tần Thanh Tâm đã là người phụ nữ của anh ta rồi vậy, nói tặng là tặng, không coi Dương Thanh ra gì. Ha ha, ok, không hổ danh là anh em tốt của Mục Trấn tôi. Mục Trấn cười ha hả, đồng thời chỉ tay về phía Dương Thanh nói, mày, cút lẹ cho ông. Rõ ràng Mục Trấn chỉ muốn giữ Tần Thanh Tâm lại, đuổi Dương Thanh đi. Tần Thanh Tâm hoảng sợ nắm chặt tay anh. Vừa rồi Mục Trấn ngang ngược đánh gãy tay chân của các cậu ấm trước mặt chủ các gia tộc lớn của Châu Thành, Mục Đông Phong lại nuông chiều hắn hết mực. Cô đã chứng kiến hết thảy, cũng biết đối phương là người nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ được nhà họ Hàn nâng đỡ. Đối đầu với bọn họ sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mỹ Linh, tôi là chị họ cô đấy. Cô xin họ thả bọn tôi ra được không? Tần Thanh Tâm chợt cầu xin Trịnh Mỹ Linh. Hôm nay Trịnh Mỹ Linh cố ý mời cô tới là để đẩy cô lên giường Trần Anh Hào, bây giờ Trần Anh Hào lại tặng cô cho Mục Trấn. Sao Trịnh Mỹ Linh dám cầu xin giúp cô? Bây giờ mới biết tôi là em họ của chị sao? Vừa rồi chị đâu có nói như vậy. Trịnh Mỹ Linh nở nụ cười đắc ý, cậu Trấn là cậu chủ nhà họ Mục, muốn chơi chị là vinh hạnh của chị. Tôi khuyên chị hãy ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ cậu ấy một đêm đi. Nếu không thằng chồng vô dụng của chị không sống nổi đâu. Vì lợi ích của mình, cô ta sẵn sàng vứt bỏ lương tâm. Tần Thanh Tâm bị tổn thương, trái tim đau nhói. Cô Tâm, tôi thấy Mỹ Linh nói rất đúng. Được hầu hạ cậu Trấn là vinh hạnh của cô, đừng không biết tốt xấu như vậy. Trần Anh Hào cũng mỉa mai, nếu đêm nay cô khiến cậu Trấn hài lòng, có thể tập đoàn Tam Hòa sẽ mở được thị trường ở Châu Thành đấy. Mày muốn đánh tao tàn phế à? Trần Anh Hào thoát chết là may lắm rồi. Không dám mơ tưởng đến cô nữa. Bây giờ anh ta chỉ mong Tần Thanh Tâm ngoan ngoãn hầu hạ Mục Trấn, như vậy thì Mục Trấn cũng sẽ thuận mắt với anh ta hơn. Mục Trấn đắc ý bắt chéo chân ngồi trên ghế, thèm thuồng nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm. Sau lưng hắn còn có hai tên vệ sĩ cao to, mặt mày dữ tợn lạnh lùng nhìn Dương Thanh. Chỉ cần Mục Trấn ra lệnh, họ sẽ đánh chết anh. Dương Thanh, cậu Trấn bảo anh cút, anh còn ở đây làm gì? Trịnh Mỹ Linh nổi giận quát mắng Dương Thanh. Tần Thanh Tâm định tiếp tục cầu khẩn lại bị anh ngăn lại, vợ à, không cần cầu xin bọn họ, cũng không cần phải sợ hãi.
Em chỉ cần nhớ kỹ, cả Chiêu Châu này vẫn chưa có ai xứng làm địch thủ của anh đâu. Ngay cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chọc giận anh cũng có thể hủy diệt họ trong vòng một nốt nhạc chứ đừng nói là ở tỉnh lỵ nhỏ bé này, Dương Thanh ngông cuồng tuyên bố. Tần Thanh Tâm sững sờ nhìn anh, cô đã được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của anh, cũng biết anh chưa từng nói dối mình. Nhưng lời anh vừa nói quá bá đạo, thật sự cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chẳng là gì với anh sao. Cô vốn còn hoài nghi, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Dương Thanh, cô lập tức tin tưởng anh không hề nói khoác mà thực sự có năng lực ấy. Chồng ơi, em tin anh, em không sợ. Tần Thanh Tâm chân thành nói. Ha ha. Sau khi sững sờ một lúc, Mục Trấn bỗng nhiên cười phá lên. Vãi trưởng, thằng này nói vớ vẩn gì thế? Hủy diệt tám gia tộc đứng đầu Yến Đô trong vòng một nốt nhạc. Ha ha, buồn cười chết mất. Mục Trấn điên cuồng cười lớn như nghe được câu chuyện cười. Cậu Trấn, tôi nói rồi mà, thằng này ngu lắm, đến cả nhà họ Trần của tôi có địa vị như thế nào ở Châu Thành còn không biết chứ đừng nói tới tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ha ha, Trần Anh Hào cũng bật cười. Không dám giấu cậu Trấn, anh ta là chồng chị họ tôi, 5 năm trước đám cưới của bọn họ còn nổi tiếng khắp Giang Hải. Tới Giang Hải hỏi thăm một chút là biết anh ta như thế nào. Trịnh Mỹ Linh thẳng thừng cười nhạo. Câm miệng, các người câm hết lại cho tôi. Không ai được phép sỉ nhục chồng tôi. Tần Thanh Tâm nổi giận gào lên. Cô vô cùng căm ghét Trịnh Mỹ Linh, lần đầu tiên trong đời cô căm ghét một người tới vậy. Nhưng người đó lại chính là em họ của cô. Vợ không cần để ý tới lũ ngu ngốc này, chúng ta đi thôi. Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi ra ngoài cửa. Con mẹ nó, thằng ngu này dám lên giọng trên địa bàn của tao, đúng là chán sống. Mục Trấn tức giận quát lớn, vung tay ra lệnh, đánh tàn phế thằng này cho tao. Dứt lời, hai tên vệ sĩ lập tức lao thẳng tới Dương Thanh. Rầm, rầm, bọn họ còn chưa kịp chạm vào người anh, một bóng người xông thẳng vào phòng. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ bị hất bay, nằm la liệt dưới chân Mục Trấn. Ai? Mục Trấn hoảng sợ đứng bật dậy nhìn đối phương. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo đen, tay cầm một con dao sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng. Ông ta giống như một bóng ma đoạt mạng. Vừa mới xuất hiện đã đánh bay hai tên vệ sĩ chuyên nghiệp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khi Trần Anh Hào nhìn thấy ông ta, hai mắt trợn trừng, tràn đầy kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Anh biết ông ta à? Mục Trấn nhận ra sự sợ hãi của Trần Anh Hào. Ông ta là Tiền Bưu. Trần Anh Hào run rẩy đáp, trước đây không lâu nhà họ Dương đứng đầu Châu Thành bị diệt trong một đêm. Ông ta là cao thủ mạnh nhất Châu Thành, từng là người của nhà họ Dương. Nghe nói chỉ cần ông ta ra tay, mục tiêu không chết cũng bị thương. Nhờ có ông ta, nhà họ Dương vốn chỉ là một gia tộc thấp kém nhanh chóng vươn lên đứng đầu Châu Thành chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đến cả nhà họ Viên và nhà họ Trần chúng tôi cũng phải kiêng dè ông ta nên nhà họ Dương mới phát triển nhanh như vậy. Tôi còn nghe đồn sự diệt vong của nhà họ Dương liên quan tới Tiền Bưu. Ông chủ sau lưng ông ta muốn diệt bọn họ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tiền Bưu ở ngoài đời, lúc trước chỉ được thấy ảnh chụp của ông ta. Không phải anh ta sợ bóng sợ gió mà tất cả mọi người ở Châu Thành nghe thấy tên ông ta đều phải run sợ. Bởi vì không ít chủ gia tộc giàu có đã chết dưới tay Tiền Bưu. Nghe vậy, Mục Trấn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn là người tỉnh lỵ mà cũng đã từng nghe danh của Tiền Bưu. Nhiều chủ gia tộc của tỉnh lỵ đã đích thân đến mời ông ta về nhưng đều thất bại. Cậu Thanh muốn người chết hay sống? Tiền Bưu chợt quay sang nhìn Dương Thanh, bình tĩnh hỏi. Đối với ông ta, giết Mục Trấn chẳng có gì khó khăn. Ông ta cũng tin Dương Thanh có thể tiêu diệt nhà họ Mục dễ như trở bàn tay. Trần Anh Hào và Mục Trấn nghe thấy Tiền Bưu nói chuyện với Dương Thanh, cứ như bị sấm sét đánh trúng, đần mặt ra. Sau khi biết được thân phận của Tiền Bưu, Trịnh Mỹ Linh đã sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Bây giờ thấy Tiền Bưu cung kính với Dương Thanh như vậy, cô ta càng tuyệt vọng. Mày vừa nói muốn đánh tao tàn phế. Dương Thanh đột nhiên hỏi Mục Trấn. Không thể tha thứ. Lúc này Mục Trấn đâu còn dám phách lối nữa. Tiền Bưu vừa ra tay đã đánh bay cả hai vệ sĩ của hắn, đến giờ còn chưa bò dậy nổi. Bịch, Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh vẫn chưa hết khiếp sợ, Mục Trấn đã quỳ luôn xuống nói với Dương Thanh, vừa nãy tôi nói đùa thôi. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đánh anh.
Dương Thanh chỉ lạnh lùng liếc hắn rồi nhìn sang Trần Anh Hào. Trần Anh Hào thấy Mục Trấn quỳ xuống còn chưa kịp phản ứng lại, cảm nhận được ánh mắt của anh quét tới, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ. Trần Anh Hào vội học theo Mục Trấn quỳ xuống run rẩy nói, cậu Thanh, tôi biết sai rồi. Xin cậu đừng giết tôi không dám nữa đâu. Trần Anh Hào thực sự hoảng sợ. Tiền Bưu là cơn ác mộng của toàn bộ Châu Thành, đến cả các chủ gia tộc quyền thế ông ta còn dám giết, anh ta chả là cái thá gì. Anh Hào biết sợ rồi hả? Dương Thanh châm chọc hỏi. Trần Anh Hào sắp khóc đến nơi. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của anh ta, đầu tiên đắc tội Mục Trấn suýt bị tẩn, bây giờ lại đắc tội Dương Thanh. Nếu anh ta còn nghĩ Dương Thanh chỉ là một thằng ở rể vô dụng, thì anh ta đúng là thằng đần. Một người khiến Tiền Bưu tin phục sao có thể tầm thường được. Thậm chí Trần Anh Hào còn hoài nghi chính gia tộc sau lưng Dương Thanh đã ra lệnh tiêu diệt nhà họ Dương kia. Nhưng anh ta không nghĩ ra được gia tộc lớn nào họ Dương cả. Tần Thanh Tâm cũng sợ ngây người, không hiểu tại sao Mục Trấn và Trần Anh Hào kiêu căng phách lối lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên tên Tiền Bưu kia kinh khủng tới vậy sao? Từ khi Dương Thanh ra lệnh cho Tiền Bưu âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên cô gặp ông ta. Tiền Bưu vốn là cao thủ của biên giới phía Bắc, coi như là đàn anh đi trước của Dương Thanh, được mệnh danh là vua bóng đêm. Nếu ông ta không muốn ra mặt, làm sao Tần Thanh Tâm có thể phát hiện ra được? Tuy lần này cô tới Châu Thành với Dương Thanh nhưng ông ta vẫn âm thầm theo sau. Trịnh Mỹ Linh cảm thấy như đang nằm mơ. Đối với cô ta, Trần Anh Hào đã là cậu chủ gia tộc lớn, thân phận của Mục Trấn càng kinh khủng hơn. Vậy mà hai người họ lại đang quỳ dưới chân Dương Thanh cầu xin tha thứ như con chó. Cậu Thanh, tất cả là tại cô ta, chỉ vì một căn biệt thự mà sẵn sàng bán rẻ chị họ mình, đúng là ghê tởm. Trong bữa ăn hôm nay, cô ta định chuốc say hai người rồi đưa vợ cậu lên giường tôi. Trần Anh Hào hoảng sợ khai ra toàn bộ kế hoạch tối nay. Còn chỉ Trịnh Mỹ Linh mắng, cô ta mới là kẻ cầm đầu. Cậu đừng tha cho ả đàn bà đê tiện này. Mặc dù Tần Thanh Tâm biết rõ Trịnh Mỹ Linh muốn dâng mình cho người khác trà đạp nhưng không ngờ chuyện tối nay là mưu đồ của cô ta. Trịnh Mỹ Linh, khi cô học đại học, ai là người liên tục gửi tiền cho cô? Bây giờ cô báo đáp tôi như vậy sao? Tần Thanh Tâm đau đớn khóc giống. Lúc này Trịnh Mỹ Linh mới bừng tỉnh, vội bò tới chỗ cô rên rỉ, chị họ, em sai rồi. Em không phải người, em là đồ đáng chết, em có lỗi với chị. Chị tha cho em lần này được không? Cút ra. Tần Thanh Tâm lạnh lùng đẩy ra cô ta, trái tim đau đớn khôn xiết. Từ hôm nay trở đi, tôi và cô không còn quan hệ gì nữa, Tần Thanh Tâm lạnh giọng nói. Dương Thanh rất muốn lấy mạng Trịnh Mỹ Linh. Nếu tối nay anh không đi cùng Tần Thanh Tâm, chỉ sợ cô đã bị cô ta hãm hại rồi. Loại người này không thể tha thứ. Nhưng anh biết. Chắc chắn Tần Thanh Tâm sẽ không cho anh giết Trịnh Mỹ Linh. Quả nhiên, Tần Thanh Tâm quay sang nói với anh, chồng ơi, cho nó đi đi. Tuy lời nói của cô rất tàn nhẫn nhưng khi thực sự xử tội Trịnh Mỹ Linh, cô không nỡ xuống tay độc ác. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Linh buông lời cảnh cáo, nể mặt Tâm, tôi tha cho cô một mạng. Nếu còn lần sau, cô đừng mong sống sót, ánh mắt Dương Thanh tràn đầy ý muốn giết người. Trịnh Mỹ Linh sợ hãi gật đầu lia lịa. Anh rể yên tâm, em không dám nữa đâu. Cút. Dương Thanh quát một tiếng, Trịnh Mỹ Linh vội bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại Trần Anh Hào và Mục Trấn. Mục Trấn sốt ruột thầm nghĩ, sao bố vẫn chưa tới. Từ khi còn nhỏ Mục Đông Phong đã dạy hắn. Không được coi trọng thể diện, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, dập đầu xin tha cũng được. Chỉ cần sống sót sẽ luôn có cơ hội báo thù. Hiện giờ hắn đang chờ. Chỉ cần bố hắn biết tin nhất định sẽ không tha cho Dương Thanh và Tiền Bưu. Dù Tiền Bưu lợi hại nhưng vệ sĩ của Mục Đông Phong chính là những người mạnh nhất của nhà họ Mục. Còn Trần Anh Hào chẳng dám nghĩ tới chuyện báo thù. Giây phút trông thấy Tiền Bưu xuất hiện, anh ta chỉ cần được sống. Đúng lúc ấy, trong phòng VIP bên cạnh. Quỳnh! Cửa phòng đột nhiên bị phá tan, một cô gái trẻ tuổi đầu tóc rối tung chạy vọt vào. Cô là ai? Trần Hưng Hải nổi giận quát lên. Cô ta vội vàng lên tiếng, cậu Trấn và anh Hào đang ở phòng bên cạnh, sắp bị người ta đánh chết rồi. Cái gì? Nghe vậy, Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải đều lập tức đứng lên, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Cháu là bạn của cậu Trấn và anh Hào. Mọi người mau đi cứu họ đi. Trịnh Mỹ Linh sốt ruột dục, ánh mắt dữ tợn.
Dám động vào cậu Trần đúng là tự tìm đường chết. Trần Hưng Hải lập tức tỏ thái độ, dẫn người xông ra ngoài. Sắc mặt Mục Đông Phong tối sầm lại. Chỉ một châu thành nho nhỏ mà con trai ông ta đã bị đánh hai lần chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. Điều này không đơn giản là đánh con ông ta mà là đang khiêu khích nhà họ Mục. Thấy các ông lớn đều đi vào căn phòng kia, Trịnh Mỹ Linh nhe răng cười đắc ý, thằng vô dụng, anh tưởng có tiền bưu bên cạnh là có thể an toàn sao? Dứt lời, cô ta cũng vội vàng đuổi theo bọn họ. Cô ta muốn được tận mắt chứng kiến Dương Thanh bị đập chết, Tần Thanh Tâm bị bắt đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ phải thất vọng. Tiền bưu. Trần Hưng Hải vừa vọt vào phòng đã kinh ngạc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Bố ơi, thằng chó này dám ép con quỳ xuống xin tha, còn muốn đánh chết con. Mục Trấn thấy Mục Đông Phong tới, vội vàng hét lên. Bộp! Hắn đang định chạy tới chỗ bố mình thì bị một người lao tới đá thẳng vào bụng, khiến hắn lăn tới dưới chân Dương Thanh. Con trai! Mục Đông Phong thấy con trai bị Tiền Bưu đá bay, nổi giận đùng đùng. Dám đánh con trai ngay trước mặt ông ta là tội chết không thể tha. Ai còn dám tiến lên một bước, cậu ta sẽ chết. Mục Đông Phong định tiến lên, Dương Thanh chợt lên tiếng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh giơ chân đạp lên đầu Mục Trấn. Còn Tiền Bưu tựa như thần chết đứng cạnh Dương Thanh, con dao trong tay lóe sáng, lạnh lùng nhìn đám người trong phòng. Quyết đoán dứt khoát. Cảnh tượng này khiến đám người kia sợ đần mặt ra. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Ngoại trừ Mục Đông Phong, những người còn lại đều là các ông lớn của Châu Thành. Bọn họ đã nghe danh Tiền Bưu từ lâu. Vừa xông vào phòng, tất cả đều chú ý tới Tiền Bưu. Không ngờ hiện giờ Tiền Bưu lại cung kính đứng cạnh người khác. Một chàng trai trẻ tuổi gặp nhiều người có địa vị cao của Châu Thành nhưng không hề e sợ, dường như không thèm đặt họ vào mắt. Chàng trai này là cậu chủ của gia tộc nào vậy? Tất cả đều tò mò muốn biết nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Một người trẻ tuổi có thể sai khiến Tiền Bưu không thể là người bình thường. Á, đau, bố cứu con với. Mau cứu con. Mục Trấn bị Dương Thanh dẫm lên đầu, định giãy giụa thoát ra nhưng phát hiện lực chân của anh quá mạnh mẽ, làm thế nào cũng không thoát nổi. Hắn càng giãy giụa, Dương Thanh càng dùng sức khiến hắn kêu oai oái. Tôi không cần biết cậu là ai. Tốt nhất hãy thả con trai tôi ra, nếu không, á, đau quá. Đau chết mất. Mục Đông Phong chưa kịp nói hết câu, Mục Trấn đã gào thét ầm ĩ. Ông ta cắn răng nuốt lại nửa câu sau, lửa giận sôi trào. Sắc mặt Trần Hưng Hải cực kỳ nghiêm trọng. Lão ta là chủ của gia tộc hàng đầu Châu Thành, biết rất rõ về Tiền Bưu. Tiền Bưu là người rất kiêu ngạo. Lão ta từng hứa hẹn vô số lợi ích để mời gọi Tiền Bưu làm việc cho mình nhưng vẫn không thành công. Bây giờ ông ta lại đi theo một người trẻ tuổi, chứng tỏ địa vị của người này rất cao. Trần Anh Hào quỳ ở một bên, toàn thân run lẩy bẩy không dám cầu cứu lão ta. Cửa phòng bị đám ông lớn Châu Thành chen chúc không còn kẽ hở. Trịnh Mỹ Linh đứng sau cùng không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng kêu rên của Mục Trấn và lời nói bá đạo của Dương Thanh. Cô ta không hề nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm tới mức nào, nhe răng cười đắc ý thầm nghĩ, bây giờ Dương Thanh càng hống hách, lát nữa càng thê thảm. Vừa rồi cô ta kịp thời báo tin, lát nữa mượn cơ hội lộ mặt có khi sẽ được Mục Đông Phong coi trọng. Đến lúc đó, nhà họ Trịnh sẽ đổi đời, thậm chí không còn cần sợ nhà họ Trần nữa. Cô ta đang ở ngoài ảo tưởng, đám ông lớn trong phòng lại kinh hồn bạt vía. Tiền Bưu vốn là người Châu Thành. Nghe đồn ông ta có liên quan tới chuyện nhà họ Dương bị diệt. Hiện giờ ông ta đi theo một người trẻ tuổi xuất hiện ở Châu Thành, ai biết họ có mục đích gì. Mục Đông Phong dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng danh, chắc mày chưa biết tao là ai. Tao là Mục Đông Phong, chủ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Nếu bây giờ mày thả con trai tao ra, tao sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta rồi nói. Nếu ông muốn uy hiếp tôi thả người thì con trai ông chết chắc rồi. Anh không phải kẻ ngang ngược, cũng không phải loại người không nói lý. Toàn bộ chuyện tối nay đều do Trịnh Mỹ Linh cầm đầu, tiếp đến là Trần Anh Hào, cuối cùng mới là Mục Trấn. Nhưng Mục Đông Phong vô cùng ngạo mạn, con trai bị Dương Thanh dẫm dưới chân nhưng vẫn cứng họng uy hiếp, khiến anh rất không vui. Mục Trấn nhất định phải trả giá cho việc khiến anh không vui. Chồng ơi, bỏ qua được không? Tần Thanh Tâm đột nhiên nhỏ giọng nói.
Mặc dù cô biết Dương Thanh rất mạnh mẽ, cũng tin tưởng đám người trước mặt không phải đối thủ của anh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, không phải em nói muốn biết mọi chuyện về anh sao? Dù anh đã kể cho em nghe rất nhiều nhưng vẫn có những chuyện em chưa biết. Sau này chắc chắn sẽ còn gặp phải chuyện tương tự hôm nay, em phải làm quen dần mới có thể thực sự hiểu anh. Không phải Dương Thanh chủ động gây sự với người khác, mà là người khác cứ muốn chọc giận anh. Đối với Dương Thanh, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu sau này gặp phải chuyện lớn hơn nữa, Tần Thanh Tâm không chuẩn bị tốt tâm lý sao có thể chịu nổi. Tần Thanh Tâm kinh ngạc nhìn anh, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Dương Thanh chịu để cô đối mặt với chuyện này chứng tỏ anh không muốn giấu giếm gì cô nữa. Địa vị của mỗi một người trong phòng không hề nhỏ. Nhưng Dương Thanh chỉ nói vài câu đã khiến họ cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Mục Trấn, xin lỗi đi. Mục Đông Phong nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc lâu, chợt trầm giọng quát lớn. Tính cách ông ta vốn ngang ngược không coi ai ra gì nên mới dạy ra đứa con trai như vậy. Nhưng ông ta không phải kẻ ngu ngốc, nếu không ông ta đã không thể lợi dụng nhà họ Hàn để phát triển nhà họ Mục lớn mạnh tới mức này. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh chỉ là cậu chủ của một gia tộc có chút địa vị nhưng e rằng không đơn giản như vậy. Ông ta chỉ có thể tạm thời chịu thua rồi điều tra Dương Thanh sau. Nếu anh thực sự có địa vị cao quý, ông ta sẽ chủ động tới nhà xin lỗi, còn nếu chỉ là kẻ tầm thường, ông ta sẽ thẳng tay diệt trừ. Đây chính là cách làm người của Mục Đông Phong, mềm nắn rắn buông. Mục Trấn đã đau tới mức sống dở chết dở, bây giờ nghe thấy bố bảo xin lỗi. Không thể không làm theo, anh Thanh, xin lỗi anh, tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Không ai ngờ Mục Đông Phong sẽ bắt con mình xin lỗi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mục Trấn đang bị mình dẫm dưới chân, chậm rãi nói, nếu đã biết sai, sau này sống biết điều vào. Vâng, anh Thanh dạy rất đúng, Mục Trấn vội vàng đáp. Nếu tôi nhớ không nhầm. Hình như vừa nãy cậu nói muốn đánh gãy tay chân của tôi, Dương Thanh chợt hỏi. Mục Trấn sợ phát khóc, vội nói, anh Dương, tôi biết sai thật rồi. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đâu. Răng rác. Hắn vừa dứt lời, Dương Thanh đã giẫm lên cánh tay của hắn, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Á! Ngay sau đó, Mục Trấn đau đớn gào thét vang vọng khắp căn phòng. Cậu muốn đánh gãy tay chân tôi. Tôi chỉ đạp gãy một tay của cậu. Nếu còn lần sau, giết không tha. Nói xong, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm chậm rãi đi ra cửa. Tiền Bưu theo sát phía sau, tay nắm chặt con dao bóng loáng cảnh giác xung quanh. Mục Đông Phong giận dữ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Những người còn lại vẫn chưa hết kinh ngạc. Bọn họ tưởng Dương Thanh giữ Mục Trấn để làm con tin bảo đảm cho mình rời đi an toàn. Nhưng bây giờ... Anh lại đạp gãy một cánh tay của Mục Trấn ngay trước mặt Mục Đông Phong. Nhưng không còn Mục Trấn làm con tin, Mục Đông Phong sẽ tha cho anh sao? Thế giới điên rồ. Đám ông lớn Châu Thành trơ mắt nhìn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi. Mọi người tự giác tránh đường. Mục Đông Phong lạnh lùng nhìn theo nhưng không hề ngăn cản. Ông ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người Dương Thanh. Chắc chắn chàng trai trẻ tuổi này không phải người thường. Ông chủ Mục. Ông bị anh ta lừa rồi. Thấy Dương Thanh sắp đi mất, một giọng nói the thé vang lên bên ngoài cửa phòng. Trong mắt Dương Thanh lập tức hiện lên ý muốn giết người mãnh liệt. Người vừa lên tiếng chính là Trịnh Mỹ Linh, cô ta lại khiêu khích giới hạn của anh một lần nữa. Một, hai lần còn châm trước được, nhưng đây đã là lần thứ ba cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Tần Thanh Tâm cũng xa sầm mặt, cô biết Trịnh Mỹ Linh đê tiện, cũng quyết tâm không qua lại với cô ta nữa. Thậm chí vừa rồi cô phải lên tiếng cầu xin, Dương Thanh mới tha cho cô ta. Nhưng cô em họ vẫn luôn được cô giúp đỡ này lại muốn gây chuyện với hai vợ chồng cô. Trịnh Mỹ Linh, cô muốn làm gì nữa, Tần Thanh Tâm nổi giận quát lớn. Tất cả mọi người đều nhìn sang Trịnh Mỹ Linh, muốn biết cô ta sẽ nói gì. Trịnh Mỹ Linh lạnh lùng nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói, ông chủ Mục, ông bị anh ta lừa rồi. Anh ta chẳng phải cậu chủ nhà giàu nào cả. Chỉ là một thằng vô dụng. Chị ta là chị họ tôi hiểu rất rõ lai lịch của bọn họ. Anh ta chỉ giỏi đánh đấm thôi, không phải ông đã thực sự bị dọa rồi đấy chứ. Anh ta đã giẫm gãy tay của cậu Trấn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn ai sợ ông nữa?
Trịnh Mỹ Linh phân tích rõ ràng, ngôn từ sắc bén. Nếu là ngày thường, cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám cao giọng nói với Mục Đông Phong như vậy. Cô ta thấy Dương Thanh và Tần Thanh Tâm sắp đi mất, cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để tạo dựng cơ hội với nhà họ Mục. Nếu bỏ lỡ, toàn bộ cố gắng của cô ta trong mấy ngày nay đều sẽ uổng phí. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng lườm cô ta. Những ông lớn Châu Thành kia cũng cực kỳ kinh ngạc, chàng trai trẻ này thực sự chỉ là một thằng con rể của gia tộc thấp kém, chỉ giỏi đánh đấm thôi sao? Nếu vậy thì tại sao Tiền Bưu lại đi theo cậu ta? Trịnh Mỹ Linh ngu ngốc không có nghĩa những người khác cũng ngu ngốc. Vừa rồi suýt chút nữa Mục Đông Phong đã cho người ra tay với Dương Thanh nhưng ông ta mau chóng từ bỏ ý định. Ông ta sống gần 60 năm cuộc đời, có loại người nào chưa từng gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người trẻ tuổi có khí chất mạnh mẽ như vậy. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Mục Đông Phong như đang chờ ông ta quyết định. Cô nói nếu chuyện này truyền ra ngoài. Mục Đông Phong bỗng nhiên híp mắt hỏi Trịnh Mỹ Linh. Cô ta vội vàng trả lời, không sai. Chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ là nỗi nhục nhã của ông. Cô nói cái gì? Mục Đông Phong hỏi. Trịnh Mỹ Linh vẫn chưa nhận ra lửa giận của đối phương. Ngu ngốc lặp lại, nếu ông thả anh ta đi, đây chính là nỗi nhục nhã của ông. Cô nhắc lại lần nữa cho tôi xem. Giọng điệu của Mục Đông Phong chứa đầy giận dữ. Ai cũng nhìn ra được, Mục Đông Phong sắp nổi trận lôi đình rồi. Lần này, rốt cuộc Trịnh Mỹ Linh cũng ý thức được tình hình không ổn, sợ xanh mặt. Ông chủ Mục, tôi chỉ muốn tốt cho danh tiếng của ông thôi, Trịnh Mỹ Linh lớn tiếng kêu lên. Bốp! Mục Đông Phong tức giận tát cô ta một cái, con mẹ nó cô là cái thá gì? Có tư cách nói chuyện với tôi sao? Khóe miệng Trịnh Mỹ Linh chảy đầy máu tươi, nửa mặt trái sưng vù in rõ dấu bàn tay. Dám lợi dụng tôi đối phó người khác, mẹ nó, cô muốn chết đúng không? Mục Đông Phong túm tóc Trịnh Mỹ Linh, quát tháo ầm ĩ. Ông ta vốn đã bực bội vì chuyện vừa rồi, bây giờ Trịnh Mỹ Linh lại định lợi dụng mình, không khỏi khiến ông ta nổi giận đùng đùng. Á! Trịnh Mỹ Linh đau đớn gào khóc, ông chủ Mục, tôi nói thật mà. Anh ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi. Dám nói nhăng nói cuội với tôi. Không sợ chết phải không? Mục Đông Phong đạp Trịnh Mỹ Linh ngã lăn ra đất, nói với hai tên vệ sĩ, tôi thưởng con ả này cho hai cậu. Cảm ơn ông chủ. Hai vệ sĩ nghe xong đều mừng rỡ. Mặc dù Trịnh Mỹ Linh không đẹp bằng Tần Thanh Tâm nhưng cũng coi như có chút nhan sắc. Hai vệ sĩ mỉm cười xấu xa đi tới chỗ Trịnh Mỹ Linh. Cô ta hoảng sợ run rẩy, bây giờ mới biết mình đã phạm sai lầm. Ông chủ Mục, tôi biết sai rồi. Ông tha cho tôi đi, tôi thực sự biết sai rồi. Cô ta bỏ tới dưới chân Mục Đông Phong như một con chó, khóc lóc cầu xin. Cút! Mục Đông Phong giơ chân đá bay cô ta. Dương Thanh hứng thú nhìn ông ta, không ngờ lại là người linh hoạt biết nhẫn nhịn như vậy. Nhưng con đường đi của hai người khác nhau, anh cực kỳ ghét loại người này, nên ông ta có giỏi đến đâu cũng không thể dùng. Chúng ta đi thôi. Dương Thanh kéo Tần Thanh Tâm nói. Chị họ, em sai rồi. Chị cứu em với, cứu em đi mà. Em không dám nữa đâu. Trịnh Mỹ Linh biết Mục Đông Phong sẽ không tha cho mình, chỉ còn một hy vọng duy nhất là Tần Thanh Tâm. Cô ta quỳ lạy cầu xin cô, nước mắt đầm đìa. Đến cả mấy ông lớn Châu Thành cũng thấy khinh bỉ. Vừa rồi rõ ràng cô ta còn muốn mượn tay Mục Đông Phong đối phó Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Vậy mà bây giờ lại cầu cứu bọn họ. Bây giờ mới biết sai à? Muộn rồi. Dương Thanh cau mày che Tần Thanh Tâm ở sau lưng, lạnh giọng nói, đây là nghiệp quật, tự làm tự chịu. Anh rể, em thực sự biết sai rồi. Ai mà chẳng có lúc nông nổi. Xin anh cho em thêm một cơ hội. Anh sẽ là ân nhân cứu mạng của em sẽ hết lòng báo đáp hai người. Trịnh Mỹ Linh khóc lóc hứa hẹn. Cút đi. Tiền Bưu chợt bước tới đứng chắn trước mặt cô ta. Tần Thanh Tâm không đành lòng, thấp giọng nói, chồng ơi, anh xem có thể giúp nó không? Dương Thanh nghiêm túc nói, Tâm, em còn nhớ Phương Duyệt không? Lúc đầu em đối xử với cô ta như thế nào? Sau đó cô ta đã làm gì em? Nghe thấy anh nhắc tới Phương Duyệt. Tần Thanh Tâm không khỏi run rẩy. Lần trước Tiêu Tiêu bị Phương Duyệt bắt đi, nếu không có Dương Thanh không biết hậu quả sẽ thế nào. Đây là một thế giới điên rồ. Người không muốn em có cuộc sống tốt nhất thường chính là người em giúp đỡ nhiều nhất, giống như cô ta vậy, Dương Thanh bình thản nói.
Ý của anh rất rõ ràng, nếu Tần Thanh Tâm vẫn kiên trì muốn anh giúp Trịnh Mỹ Linh, anh sẽ làm theo. Em hiểu rồi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tần Thanh Tâm quyết định, nhưng dù sao chúng em cũng cùng là con gái. Giúp nó lần cuối đi. Được. Dương Thanh dịu dàng nhìn người vợ tốt bụng ngốc nghếch của mình rồi quay sang nói với Mục Đông Phong, ông chủ Mục, làm người nên khoan dung độ lượng. Nếu không phải là chuyện gì quá lớn, chúng tôi sẽ đưa cô ta đi. Mùi son môi. Không ai ngờ được Dương Thanh sẽ cứu Trịnh Mỹ Linh. Vừa rồi, rõ ràng người phụ nữ có thái độ đặc biệt thù hận đối với anh. Sắc mặt Mục Đông Phong cực kỳ thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh mà không nói câu nào. Còn chưa lăn qua đây. Dương Thanh quát Trịnh Mỹ Linh, cô ta như chợt tỉnh mộng, bò tới bên cạnh anh. Trong sự chú ý của mọi người, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Tiền Bưu theo sát phía sau bảo vệ, Trịnh Mỹ Linh bám sát bên cạnh, từ đầu đến cuối, Mục Đông Phong đều không ngăn cản. Nếu có ai dám nói bậy một từ về chuyện ngày hôm nay thì đừng trách tôi không khách sáo. Chờ sau khi Dương Thanh dẫn người rời đi, Mục Đông Phong đảo mắt nhìn qua mọi người và lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy vội vàng thể hiện rằng mình sẽ không truyền ra ngoài. Trong phòng Chí Tôn trên tầng cao nhất của nhà hàng. Trong phòng chỉ có người của Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải. Những người khác đã bị Mục Đông Phong cho rời đi. Ông chủ Trần, đây là Châu Thành, tôi nghĩ có một số việc để ông làm sẽ thuận tiện hơn tôi. Rốt cuộc cậu thanh niên vừa rồi có lai lịch thế nào, chuyện này đành phải giao cho ông điều tra vậy. Mục Đông Phong ngồi ở ghế chính, vẻ mặt lạnh như băng nói. Trong lòng Trần Hưng Hải thầm mắng một tiếng thằng cáo già, nhưng lại vội vàng nói, được, chuyện này cứ giao cho tôi sẽ mau chóng cho cậu một câu trả lời. Tốt. Mục Đông Phong đáp xong lại nói tiếp, về hợp tác mà chúng ta đã bàn trước đó, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ mau chóng thu xếp người tới ký hợp đồng với ông. Trong lòng Trần Hưng Hải vừa oán trách, sau khi nghe Mục Đông Phong nói vậy thì lập tức vui mừng, vội vàng nói cảm ơn ông chủ Mục. Một phía khác, Tần Thanh Tâm vẫn luôn căng thẳng, mãi sau khi cả đám ra khỏi nhà hàng thì cô mới yên tâm được. Cô đi đi. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh rồi nói. Chị họ, em sai rồi. Hai mắt Trịnh Mỹ Linh đỏ hoe. Sắc mặt Tần Thanh Tâm không thay đổi, trên người toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Mọi chuyện xảy ra tối nay đã khiến cô hoàn toàn thất vọng. Trịnh Mỹ Linh, tôi nói với cô rồi, cô không xứng để gọi tôi là chị. Từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói, cô đừng tưởng tôi giúp cô là vẫn còn niệm tình cảm chị em. Cho dù là một người xa lạ, tôi cũng sẽ giúp. Tần Thanh Tâm vừa nói dứt lời, lại kéo tay Dương Thanh, chồng, chúng ta đi thôi. Được. Dương Thanh rất hài lòng với cách xử lý của Tần Thanh Tâm. Vừa giữ được trái tim lương thiện ban đầu của cô, cũng có thể cắt đứt một cách dứt khoát, không hề dây dưa. Trịnh Mỹ Linh còn muốn tiếp tục cầu xin, Tiền Bưu đột nhiên chặn ở phía trước, nhìn Trịnh Mỹ Linh với ánh mắt muốn giết người, nếu cô dám quấy rầy bọn họ nữa, tôi sẽ giết cô. Tiền Bưu nói ra những lời này, Trịnh Mỹ Linh đành phải nuốt lại những lời sắp nói. Mãi đến khi Dương Thanh dẫn theo Tần Thanh Tâm lên xe rời đi, cô ta mới lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, con đàn bà đê tiện, chị tưởng tôi xem chị là chị họ thật à. Ấy, muộn thế này, sao người đẹp còn ở bên ngoài một mình thế? Trịnh Mỹ Linh vừa dứt lời, mấy gã thanh niên trông có vẻ lưu manh đột nhiên vây quanh cô ta. Các người muốn làm gì? Trịnh Mỹ Linh thấy thế thì vô cùng hoảng sợ. Em nói xem bọn anh muốn làm gì? Một gã trai cười híp mắt nói, còn cố ý nhấn mạnh từ làm. Trịnh Mỹ Linh ngửi được mùi rượu nồng nặc phả ra từ mấy người này. Rõ ràng đây là mấy con ma men đã uống say, vừa ra khỏi nhà hàng. Người đẹp, nếu em chỉ có một mình, vậy đi chơi với bọn anh đi. Một gã nói xong thì chộp lấy cánh tay cô ta. Một cánh tay khác của cô ta cũng bị một gã khác nắm lấy. Mấy người cố kéo cô ta lên một chiếc jeep màu đen và lái xe rời đi. Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu nhưng chẳng có tác dụng gì. Một giờ sau, tại một bãi đỗ xe bỏ hoang dưới chân cầu vượt nào đó ở ngoại thành. Trịnh Mỹ Linh không có một mảnh áo che thân, đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khắp người đầy những vết bầm tím. Hai hàng nước mắt tràn ra. Năm gã thanh niên vừa rồi đã bắt cô ta tới đây rồi cưỡng hiếp cô ta.
Cảnh tượng vừa xảy ra chẳng khác nào một cơn ác mộng. Trong mắt cô ta tràn ngập sự lạnh lùng, căm hận. Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, đều tại các người. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá đắt, cô ta đột nhiên hung hăng kêu lên. Cô ta vừa nói dứt lời lại đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng, bước thấp bước cao chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lái xe đưa Tần Thanh Tâm đến nhà họ Châu. Chồng! Dương Thanh định rời đi thì Tần Thanh Tâm đột nhiên gọi anh lại. Anh vừa quay đầu lại, cô đã nhào vào trong lòng anh, sau đó khẽ hôn lên môi anh. Chờ tới lúc Dương Thanh hoàn hồn thì Tần Thanh Tâm đã xấu hổ chạy đi mất. Anh vô cùng kinh ngạc, mình là, bị Tâm cưỡng hôn à? Hi hi! Anh cười ngây ngô và liếm môi, hồi tưởng lại dư vị. Chợt anh nhìn theo bóng lưng Tần Thanh Tâm, cao giọng hỏi, vợ, em dùng son môi hãng nào thế? Dạ. Tần Thanh Tâm nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó, cô lại nghe Dương Thanh nói, vị son không tệ đâu. Tần Thanh Tâm đang chạy trốn, chân chợt lảo đảo suýt ngã. Cô tức giận nhưng không quay đầu lại, vẫn chạy thật nhanh. Dương Thanh nhìn theo Tần Thanh Tâm tới khi cô vào trong sân nhà họ Châu, anh mới xoay người rời đi. Dương Thanh hát ngâm nga suốt dọc đường quay về khách sạn với tâm trạng rất tốt. Cho dù gặp phải một vài chuyện khiến cho người ta bực mình, nhưng dù sao kết quả vẫn tốt. Anh đi chơi với Tần Thanh Tâm suốt buổi chiều, tình cảm giữa hai người cũng thân thiết hơn. Chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng lại làm tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Thậm chí trước khi mình rời đi, Tâm còn chủ động hôn mình. Lần đầu tiên Dương Thanh phát hiện cuộc sống lại tươi đẹp đến thế. Chiếc Audi A8 màu đen lao nhanh như tên bắn trên đường, chạy về phía khách sạn. Anh còn chưa tới khách sạn lại nhận được điện thoại của Tô San. Dương Thanh, anh đã quay về khách sạn chưa? Trong loa vọng ra giọng nói của Tô San, tôi sắp tới rồi, sao vậy? Dương Thanh hỏi. Trong giọng nói của Tô San có chút van nài, anh có thể tới Ngũ Hành Sơn, giúp tôi một việc trước không? Có phải cô gặp rắc rối gì không? Dương Thanh nhíu mày hỏi. Qua loa điện thoại, anh nghe thấy được rất nhiều tiếng động cơ gầm rú, dường như xung quanh có rất nhiều xe thể thao. Tô San nói, chắc anh còn nhớ Trần Anh Tuấn, người đã có hôn ước với tôi chứ? Anh ta nói sẽ chấp nhận chia tay với tôi nhưng yêu cầu tôi tới Ngũ Hành Sơn. Tôi đi một mình thì hơi sợ, lại chẳng có người bạn nào ở Châu Thành, nên tôi chỉ có thể tìm anh. Dương Thanh cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Trần Anh Tuấn lại đi gây rắc rối cho Tô San? Anh mới chừng chỉ anh trai của Trần Anh Tuấn, bây giờ em trai lại muốn ra trận à? Cô gửi định vị qua cho tôi sẽ tới ngay. Dương Thanh trầm giọng nói. Tối nay chính Tô San đã giúp anh chuẩn bị cho màn tỏ tình ở trung tâm thương mại Vạn Đạt. Bây giờ cô ta gặp rắc rối, tất nhiên anh không thể chùn bước. Chẳng bao lâu, Tô San đã gửi định vị tới. Chỉ 10 phút, Dương Thanh đã đi tới Ngũ Hành Sơn. Mà lúc này, phía dưới chân núi đã có rất nhiều loại xe hơi sang trọng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả bầu trời đêm. Dương Thanh! Tô San kích động khi nhìn thấy Dương Thanh, vội vàng bước lên. Dương Thanh còn chưa kịp chào hỏi, Tô San đã khoác tay anh. Quán quân đối kháng. Lúc này, xung quanh còn có rất nhiều người. Từ những chiếc xe thể thao trị giá mấy triệu tới mấy chục triệu này, có thể đoán được thân phận của những người này chắc chắn không tầm thường. Trong những người này, Dương Thanh còn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một người là Trần Anh Tuấn, người còn lại là Viên Thiệu. Thật ra anh mới gặp Trần Anh Tuấn vào sáng sớm, cũng có chút ấn tượng về Viên Thiệu. Lần trước ở Giang Hải, bọn họ đi cùng với nhau, hình như còn có một người nữa tên là Viên Mộc. Chẳng qua hôm nay vẫn chưa thấy Viên Mộc xuất hiện. Dương Thanh. Trần Anh Tuấn rất tức giận khi nhìn thấy Tô San thân thiết khoác tay Dương Thanh. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Rõ ràng những người ở đây đều biết rõ về mối quan hệ giữa Trần Anh Tuấn và Tô San. Nhưng bây giờ, Tô San lại kéo một người đàn ông khác tới đây. Đây chính là vả mặt Trần Anh Tuấn một cái thật đau rồi. Thằng nhóc này là ai? Không ngờ lại dám cướp phụ nữ với anh Tuấn. Chắc anh ta không phải là cậu chủ con nhà quyền quý nào, nếu không sao lại lái một chiếc Audi A8. Anh ta dám khiêu khích anh Tuấn ở Châu Thành, đúng là chán sống rồi. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao, cũng có nhiều người muốn xem kịch hay. Tô San, em biết mình đang làm gì không? Trần Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói với Tô San.
Mọi người ở đây đều biết chuyện nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Tô ở Giang Hải sắp thành thông gia. Trần Anh Tuấn có cảm giác trên đầu đã nhú sừng. Trần Anh Tuấn, vừa rồi anh đã nói, nếu tôi có thể tìm được người thắng anh thì anh sẽ không dây dưa với tôi nữa. Sao vậy, bây giờ tôi tìm được người đến đây, anh lại muốn chối à? Tô San lạnh lùng nói, cho dù cô ta cũng không có ý để Dương Thanh đóng giả bạn trai mình. Nhưng cô ta ôm chặt lấy cánh tay anh đã nói rõ tất cả. Cho tới bây giờ, Dương Thanh mới vỡ lẽ. Anh sắp xếp lại mọi manh mối. Chắc là Trần Anh Tuấn cứ quấn lấy Tô San, tuyên bố nếu cô ta có thể tìm được người thắng anh ta, sau này anh ta sẽ không dây dưa nữa. Nhưng phải thi cái gì vậy? Đua xe à? Bên cạnh mỗi người đều có một chiếc xe thể thao đắt đỏ. Ở đây lại là ở dưới Ngũ Hành Sơn, phía trước có một con đường chạy thẳng. Đi lên trước nữa chính là con đường vòng quanh núi. Hai bên con đường vòng quanh núi này vẫn còn đèn đường. Nơi đây thật sự là một địa điểm đua xe tuyệt vời. Nhưng Dương Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mẹ kiếp, thằng dế nhũi ở đâu ra đây? Không ngờ cũng dám cướp phụ nữ với anh Tuấn. Nếu không muốn chết thì mau cút đi. Lúc này, một gã đầu con đi tới bên cạnh Trần Anh Tuấn, vẻ mặt dữ tợn nói. Sau khi gã bước tới, lại có mấy người theo sát phía sau, vây quanh Dương Thanh. Sâu trong mắt Trần Anh Tuấn ánh lên sự tàn nhẫn. Hình như Tô San hơi căng thẳng nên ôm thật chặt lấy cánh tay Dương Thanh, tức giận nói với Trần Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn, anh ỷ đông người, muốn ra tay với Dương Thanh sao? Trần Anh Tuấn đột nhiên nhếch môi cười gian xảo và nhún vai bất cần, anh là anh, bọn họ là bọn họ. Bản thân thằng vô dụng này đã khiến người ta ghét, người ta nhìn chướng mắt muốn đánh. Có liên quan gì đến anh? Trần Anh Tuấn, anh gài bẫy tôi à? Tô San cực kỳ thông minh, cô ta lập tức hiểu rõ lý do Trần Anh Tuấn bảo cô ta gọi người qua. Bởi vì Trần Anh Tuấn hiểu rõ Tô San không có bạn bè gì ở Châu Thành, chỉ có thể tìm Dương Thanh tới. Dương Thanh trước sau không nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Xem ra, tất cả mọi chuyện tối nay đều là do Trần Anh Tuấn nhằm vào mình. Trần Anh Tuấn bảo Tô San gọi người tới đánh cược với mình chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi. Đặc biệt là gã đô con vừa đi ra kia, rõ ràng là người học võ, có lẽ đây mới chỉ là mở màn. Rất nhiều người nhìn mình với vẻ trêu tức. San San, sao anh lại gài bẫy em được chứ? Là em tự mình đồng ý tìm người tới đánh cược với anh cũng đâu có miễn cưỡng, cũng không ép em, đúng không? Trần Anh Tuấn chợt cười. Anh ta vui mừng khi thấy Tô San sốt ruột. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã chuẩn bị, sâu trong mắt anh ta lộ vẻ hưng phấn. Theo Trần Anh Tuấn thấy, bất kể Tô San có bằng lòng lấy anh ta hay không, cô ta đều là người phụ nữ của anh ta. Nhưng chuyện khiến anh ta giận lâu nhất là trong chuyến đi tới Giang Hải lần trước, anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà đấu giá Mạnh Ký ngay trước mặt nhiều nhân vật quyền quý. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Anh ta đã nén giận quá lâu rồi. Sáng sớm hôm nay, khi anh ta nhìn thấy Dương Thanh xuất hiện ở Châu Thành, anh ta đã vô cùng hưng phấn vì biết cuối cùng cơ hội báo thù đã tới. Được rồi, bớt nói nhảm đi, muốn thì gì, tôi theo tới cùng. Dương Thanh lười nghe bọn họ đứng đây lải nhải, anh lạnh lùng ngắt lời. Dương Thanh, thiên đường có đường mày không đi, địa ngục không cửa mày lại chui vào. Ngũ Hành Sơn chính là địa ngục của mày. Trần Anh Tuấn cười dữ tợn, nghiến răng nói, tối nay tao sẽ cho mày biết ai mới là tình yêu đích thực của Tô San. Nói nhảm nhiều quá. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Tô San, rốt cuộc bố cô nghĩ thế nào mà nỡ gả cô cho một kẻ ngu xuẩn như thế chứ? Phì! Tô San vốn đang tức giận. Sau khi nghe thấy Dương Thanh nói vậy, cô ta không nhịn được bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cô ta không hề để ý tới Trần Anh Tuấn đã giận tím mặt, vừa cười vừa nói, có thể là do mắt bố tôi quá kém. Trần Anh Tuấn nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, mày muốn chết. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, hình như bọn họ không ngờ được một thằng lái chiếc Audi A8 cũng dám trêu chọc Trần Anh Tuấn ở Châu Thành. Anh Tuấn, đừng phí lời với thằng đó làm gì. Viên Thiệu có phần không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay hắn ta tới đây không chỉ để nhìn Trần Anh Tuấn báo thù, còn báo thù cho bản thân nữa. Dù sao trong chuyến tới Giang Hải lần trước, cả hắn ta cũng bị đuổi ra khỏi tổ chức đấu giá Mạnh Ký ngay trước mặt mọi người. Nếu mày không muốn sống nữa,
vậy tao sẽ giúp mày được toại nguyện. Trần Anh Tuấn cố gắng nén cơn giận của mình xuống. Đây là anh em tốt của tao, Từ Đào. Mày đua với anh ta. Nếu anh ta thua, sau này tao sẽ không quấy rầy Tô San nữa. Nếu anh ta thắng, vậy mày phải cút thật xa cho tao, không được can thiệp vào chuyện giữa tao và Tô San nữa. Trần Anh Tuấn chỉ vào một gã thanh niên khoảng 30 tuổi bên cạnh và nói. Trần Anh Tuấn, anh không biết xấu hổ. Mặt Tô San lập tức biến sắc, cô ta tức giận nói, Từ Đào là thần xe nhỏ ở Châu Thành, có ai không biết kỹ thuật lái xe của anh ta lợi hại tới mức nào? Cho dù có muốn đua cũng phải là anh đua với Dương Thanh. Trần Anh Tuấn cười lạnh, Tô San, hình như anh chưa từng nói anh sẽ đua với anh ta mà. Dương Thanh, nếu anh ta đã mặt dày như vậy thì chúng ta không cần đua nữa. Chúng ta đi thôi, Tô San tức giận nói. Còn muốn đi, đã hỏi qua nắm đấm của tao chưa? Gã đầu con vừa rồi lạnh lùng nói và chặn ở phía sau Dương Thanh, hoàn toàn khóa chặt đường lui của anh. Phía sau gã còn có mấy người đàn ông vạm vỡ, rõ ràng bọn họ chẳng phải dạng vừa. Trần Anh Tuấn, chắc không phải anh nghĩ tìm mấy thằng ăn hại này về là có thể chặn được tôi thật đấy chứ, Dương Thanh chợt nói. Thằng Oát, mày muốn chết. Gã đầu con phía sau lập tức nổi giận, Trần Anh Tuấn còn chưa kịp lên tiếng, gã đã xông về phía Dương Thanh. Quả nhiên là con nhà võ, sức lực gã bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ, chân vừa di chuyển đã xông tới phía sau lưng Dương Thanh và vung đấm tấn công. Không phải thằng nhóc này là một thằng đần đấy chứ, thế mà cũng không biết đường tránh. Không phải là anh ta không muốn tránh, mà anh ta hoàn toàn chẳng có cơ hội. Hắc Hổ chính là quán quân đối kháng tổ thanh niên cấp thành phố đấy. Ai có thể tránh được quả đấm này của Hắc Hổ chứ? Đúng vậy, tôi nhớ trong cuộc thi quán quân lần trước, Hắc Hổ dùng một đấm đánh gãy mũi của đối thủ, chỉ một chiêu đã giành chiến thắng rồi. Tôi cược Hắc Hổ chỉ cần hai đấm là có thể đánh chết thằng nhóc này. Tôi cược một đấm thôi. Hình như đám con ông cháu cha ở Châu Thành đứng ngoài xem đã nhìn thấy trước kết quả, họ đều rất hưng phấn. Trần Anh Tuấn cũng cười dữ tợn, anh ta đột nhiên có cảm giác dường như mình đã chuẩn bị quá nhiều. Chỉ cần Hắc Hổ ra tay đã có thể giết chết Dương Thanh rồi. Chết đi! Phía sau lưng Dương Thanh, Hắc Hổ tức giận gào lên và đấm một phát. Bịch! Nhìn thấy nắm đấm của Hắc Hổ sắp hạ xuống, Dương Thanh đột nhiên di chuyển. Chân trái của anh vẫn đứng yên, cơ thể lấy chân trái làm trục, đột nhiên xoay tròn. Chân phải của anh xoay 180 độ trong chớp mắt, một tiếng động lớn vang lên. Quán quân đối kháng trong mắt bọn họ bị đạp trúng ngực, người bay ra xa hơn 10 mét và rơi mạnh xuống đất, lập tức hôn mê. Chương 238, là một vị vua cảnh tượng này khiến mọi người ngây ra như phỗng. Hắc Hổ là người có thân thủ giỏi nhất trong thế hệ của bọn họ. Từ nhỏ anh ta đã luyện tập đối kháng và giành được rất nhiều giải thưởng lớn. Thậm chí còn giành được giải thưởng trong cuộc thi đấu đối kháng lớn toàn quốc. Không ngờ một cao thủ mạnh như vậy lại không đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh đã hôn mê bất tỉnh. Hai người Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu đều trợn tròn mắt nhìn Hắc Hổ ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ đều biết Dương Thanh rất lợi hại, ngay cả vệ sĩ của bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng Hắc Hổ vốn xuất thân từ gia tộc truyền thừa võ đạo, thực lực mạnh hơn vệ sĩ của bọn họ rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn không đánh lại Dương Thanh. Đây chính là cao thủ mà các người tìm tới. Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn hỏi với vẻ trêu tức. Nghe giọng của Dương Thanh, mọi người mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi, không còn vẻ khinh thường như lúc trước nữa. Một anh chàng dễ dàng đánh bại Hắc Hổ, sao có thể là người đơn giản được? Trần Anh Tuấn. Người của anh thua rồi. Theo quy ước, anh không được tới quấy rầy tôi nữa. Tô San đắc ý nói. Tuy Trần Anh Tuấn rất ngạc nhiên về thực lực của Dương Thanh, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, anh hứa với em sẽ thi đối kháng với anh ta lúc nào. Anh muốn nuốt lời à, Tô San tức giận nói. Trần Anh Tuấn giễu cợt, mọi người có mặt ở đây đều biết, ngay từ đầu anh đã nói với em là muốn đua xe. Cho dù anh ta đánh bại Hắc Hổ thì có thể chứng minh được điều gì? Rõ ràng anh đã nói, chỉ cần tôi tìm được người có thể thắng được anh thì xem như anh thua. Bây giờ anh muốn lật lọng à, Tô San vội la lên. Em có thể hỏi thử xem có ai từng nghe thấy anh nói những lời đó không? Trần Anh Tuấn vô liêm sỉ nói. Người đẹp Tô San, quả thật anh Tuấn chưa từng nói những lời đó.
Anh Tuấn chỉ nói sẽ thu xếp người đua xe với người mà cô gọi tới. Người mà anh Tuấn sắp xếp chính là thần xe nhỏ Từ Đào. Nếu người của cô đã đến rồi thì mau đua đi. Nếu không dám đua thì cứ nhận thua là được rồi. Nhất thời, tất cả mọi người đều nói đỡ cho Trần Tuấn Anh theo ý của anh ta. Sắc mặt Tô San rất khó coi, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi rồi. Dương Thanh, rõ ràng vừa rồi anh ta không nói vậy, Tô San uất ức nhìn Dương Thanh. Cô ta chưa nói xong đã bị Dương Thanh ngắt lời, không sao, đừng nói là đua xe, cho dù đua xe tăng hay đua máy bay tôi cũng có thể đua được với chúng. Tốt! Dương Thanh vừa dứt lời, Trần Anh Tuấn đã nói ngay, đây là do mày nhận lời chứ không phải tao ép mày. Đã vậy thì không được đổi ý. Yên tâm, từ xưa đến nay Dương Thanh tôi luôn là người giữ lời hứa, nói một là một chứ không giống như anh, đường đường là cậu chủ nhà họ Trần mà lại lật lọng, trở mặt như trở bánh tráng. Dương Thanh nói với vẻ trêu tức. Phụt! Tâm trạng Tô San vừa rồi còn rất tệ, lại bị câu nói này của Dương Thanh chọc cho phì cười. Rất nhiều người bên cạnh Trần Anh Tuấn cũng bật cười. Trần Anh Tuấn tức muốn nổ phổi, mày chỉ giỏi cái mồm thôi, có bản lĩnh thì thắng người của tao xong hãy lên mặt với tao. Từ Đào cũng bước ra, nhìn Dương Thanh giễu cợt rồi nói với Trần Anh Tuấn, cậu Tuấn, đây là đối thủ mà cậu tìm cho tôi sao? Cậu ta biết lái xe không vậy? Trần Anh Tuấn nhếch miệng, anh không nghe anh ta nói à? Anh ta vừa nói đua xe tăng hay đua máy bay gì cũng dám đua đấy. Với nhân vật lợi hại như vậy, chắc hẳn đua xe chỉ là chuyện nhỏ với anh ta thôi nhỉ? Ha ha, cũng phải. Cậu ta là người đàn ông đã từng lái xe tăng, máy bay, nói không chừng còn lái cả phi thuyền vũ trụ nữa đấy. Đúng là dọa tôi muốn chết rồi. Cho dù thua cậu ta thì tôi cũng không mất mặt. Tôi nói đúng chứ, cậu Tuấn, ha ha, Từ Đào phối hợp với Trần Anh Tuấn, cười như điên. Những người khác cũng cười to như thể Dương Thanh thật sự đang nói đùa. Tô San bỗng nhiên hơi lo lắng, nhìn Dương Thanh nói, Từ Đào có danh hiệu là thần xe nhỏ, anh ta là vua trong giới đua xe trái phép ở Châu Thành. Tôi nghe nói sư phụ của anh ta chính là tay đua xe nổi tiếng thế giới đấy. Dương Thanh cười khinh thường, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không thua đâu. Tô San thấy Dương Thanh tự tin thì cũng rất yên lòng. Được, lát nữa tôi sẽ ngồi ghế phụ lái, Tô San kiên định nói. Tùy cô. Dương Thanh mỉm cười. Chẳng mấy chốc, hai bên chuẩn bị xong, cuộc thi sắp bắt đầu. Để tôi nói qua một vài quy định, hai bên sẽ xuất phát từ chỗ này, sau đó chạy một vòng theo đường quốc lộ quanh núi xuống, ai đến đích trước thì người đó thắng. Một cậu thanh niên bước lên và nói sơ qua về quy định. Được. Dương Thanh nói với gương mặt vô cảm. Nếu không ai có ý kiến gì khác vậy thì lên xe, đợi hiệu lệnh của tôi, người kia nói. Từ Đào liếc nhìn chiếc xe của Dương Thanh, cười khẩy nói, tao cũng không bắt nạt mày, tao sẽ lái chiếc Audi R8 này. Mặc dù nó tốt hơn chiếc xe của mày nhiều nhưng hết cách rồi. Chiếc xe này đã là chiếc tệ nhất ở chỗ bọn tao rồi. Tao có thể nhường cho mày chạy trước 10 giây. Một chiếc xe hơi trị giá khoảng 1 triệu đúng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một chiếc siêu xe thể thao khoảng 2 triệu. Nhưng Dương Thanh vẫn thờ ơ nói, tùy anh. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy đến vạch xuất phát, người thanh niên đã giải thích quy định trước đó đứng ra làm trọng tài. Anh ta đứng giữa hai chiếc xe, trong tay cầm lá cờ nhỏ màu đỏ. Ngay khi anh ta hạ lá cờ nhỏ xuống thì chiếc xe của Dương Thanh như mũi tên rời khỏi cung, động cơ điên cuồng gầm rú và lao vọt về phía trước. Từ Đào vốn đã nói nhường Dương Thanh 10 giây, nhưng lúc nhìn thấy Dương Thanh khởi động thì sắc mặt đột nhiên tái mét, mẹ kiếp. Thằng đó là cao thủ. Brum. Gã đâu còn nhớ đến chuyện mình từng nói sẽ nhường Dương Thanh 10 giây chứ. Gã đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu đen lập tức lao nhanh ra ngoài. Nhưng bất kể Từ Đào tăng tốc cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Dương Thanh. Mẹ kiếp, xe của cậu ta đã từng được độ. Từ Đào tức giận hét lên. Mặc dù gã chỉ chậm 1 giây, nhưng chính 1 giây đó đã khiến cho Dương Thanh vượt quá trước mặt gã và dẫn đầu. Điều càng khiến gã chấn động hơn là từ khi bắt đầu xuất phát. Chiếc xe của Dương Thanh vẫn luôn tăng tốc, lúc này tốc độ xe đã lên đến mức cao nhất. Mẹ kiếp, tạm thời để cho mày đắc ý một lúc đã. Chờ qua hết đoạn đường thẳng này, đến chỗ khúc cua, chắc chắn tao sẽ vượt qua mày. Từ Đào nghiến răng nói, sau đó lại nhấn mạnh chân ga. Tô San ngồi ở ghế phụ lái trong chiếc Audi A8, vô cùng hoảng sợ.
cô ta chỉ thấy cột đèn bên đường đang nhanh chóng lùi về phía sau. Cô ta có ảo giác như mình không phải đang ngồi trên xe mà đang ngồi trên máy bay, cảm giác hoàn toàn giống với lúc máy bay cất cánh sắp lao thẳng vào bầu trời. Ngồi cho vững. Dương Thanh vừa dứt lời, kéo phanh trong tích tắc, tiếp đó đánh mạnh vô lăng. Két. Lốp xe trượt trên mặt đất và phát ra âm thanh chói tai. A. Tô San sợ đến mức hét lên. Mẹ nó, điên rồi, cậu ta điên rồi, mẹ nó, cậu ta là một thằng điên. Phía sau chiếc Audi A8, Từ Đào trợn tròn mắt và hét to. Gã vốn còn định sẽ vượt qua ở đoạn khúc cua, nhưng kết quả là Dương Thanh đã tiến vào trước. Điều khiến gã chấn động là anh lao vào khúc cua vẫn không hề giảm tốc độ, cứ thế trượt qua. Đây là con đường vòng quanh núi, chỉ sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống dưới chân núi. Đến lúc đó chỉ có một kết quả là xe nát người chết. Cho dù là gã cũng không dám liều mạng như vậy, nhưng Dương Thanh đã làm được. Lúc này tất cả đám người ở điểm xuất phát đều sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thần xe nhỏ Từ Đào đang lái chiếc xe nào không? Ôi địch, rõ ràng anh ta là vua xe, thế ai đã nói với tôi, anh ta là thằng ăn hại vậy? Cho dù anh ta nói mình biết lái phi thuyền vũ trụ, bố mày cũng tin. Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Tuy Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu cũng vô cùng chấn động trước kỹ thuật lái xe của Dương Thanh nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ chấn động mà thôi. Sát thủ trên đỉnh núi đã sẵn sàng chưa? Viên Thiệu bỗng nhiên hỏi nhỏ. Trần Anh Tuấn nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, yên chí đi, cho dù anh ta có thể còn sống để lên tới đỉnh núi nhưng chắc chắn không còn mạng để xuống núi đâu. Nhanh và nguy hiểm. Tô San mới đầu còn rất sợ. Nhưng về sau, cô ta không còn sợ nữa, trong đôi mắt chỉ còn lại sự hưng phấn. Dương Thanh đã phát huy tính năng của chiếc xe đến mức cao nhất. Chiếc Audi A8 này từng được độ, các tính năng đều vô cùng tuyệt vời. Từ Đào ở phía sau đã cố hết sức vẫn không có cách nào đuổi kịp Dương Thanh. Khúc cua ban đầu khiến gã mong đợi nhất đã thành điểm để Dương Thanh kéo dài khoảng cách. Dương Thanh, anh ngầu chết đi được. Tô San liếc nhìn phía sau. Chẳng thấy bóng dáng chiếc xe của Từ Đào đâu nữa, cô ta vô cùng hưng phấn. Khi chiếc xe sắp lên tới đỉnh núi, đúng lúc này có một chiếc Land Cruiser màu đen chặn đường bọn họ. Vù! Đột nhiên, chiếc xe kia bật đèn pha lên, hai luồng ánh sáng mạnh chói lòa chiếu thẳng vào mắt của Dương Thanh và Tô San. Nhắm mắt lại. Gần như cùng lúc đó, Dương Thanh đột nhiên hét lên. Két! Chiếc Audi A8 chợt phanh gấp và ngừng lại. Một bóng người màu đen từ trong xe chậm rãi bước xuống. Đó là ai vậy? Tô San cũng nhìn thấy người kia, vẻ mặt căng thẳng. Dương Thanh hơi nheo mắt lại. Lúc nãy Trần Anh Tuấn bảo Từ Đào đua xe với anh đã đoán được, chắc chắn cuộc đua xe trên đường quốc lộ quanh sườn núi này sẽ không dễ dàng. Quả nhiên là thế, cuộc đua tối nay vốn là cái bẫy do Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu bày ra, làm sao Dương Thanh có thể không hiểu được. Tô San chỉ bị lợi dụng mà thôi, kể cả Hắc Hổ bị anh đạp bay trước đó và Từ Đào đua xe với anh đều chỉ là quân cờ. Mà mục tiêu thật sự của đối phương chính là anh. Dương Thanh, trong tay người đó có đao. Người kia càng lúc càng tới gần bọn họ, cuối cùng Tô San đã thấy rõ trong tay người kia đang cầm một thanh trường đao, lưỡi đao lóe sáng. Lúc này, người kia đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Đúng lúc này, Từ Đào cũng chạy tới đỉnh núi. Khi gã nhìn thấy xe của Dương Thanh bị chặn lại, gã lập tức hiểu ra, chắc đây chính là chiêu hậu của Trần Anh Tuấn. Ha ha, thằng nhóc, mày dám đối đầu với cậu Tuấn chính là muốn chết. E là mày sẽ vĩnh viễn không thể xuống núi được rồi. Từ Đào cười lớn rồi giẫm chân ga. Chiếc Audi R8 màu đen lập tức lao nhanh giống như một tia chớp màu đen và biến mất. Tô San cắn môi, bây giờ bọn họ bị chặn trên đường, hoàn toàn không có khả năng thắng được Từ Đào. Dương Thanh, anh muốn làm gì? Thấy Dương Thanh muốn xuống xe, Tô San chộp lấy tay anh và hỏi. Dương Thanh trầm giọng nói, cô ở trong xe chờ tôi. Anh vừa dứt lời, đã bước xuống xe. Người áo đen đeo mặt nạ quỷ, tay cầm trường đao. Dương Thanh cảm nhận được ý muốn giết người rất mãnh liệt tỏa ra từ trên người kia. Anh từng nhiều năm chinh chiến nên biết rất rõ về khí thế của các cao thủ. Chỉ từ khí thế phát ra từ trên thân người áo đen. Anh có thể đoán được đại khái thực lực của kẻ đó, chắc hẳn tương đương với Tiền Bưu. Ánh mắt anh tối dần,
lạnh lùng nhìn đối phương, Trần Anh Tuấn mời mày tới giết tao à? Vù! Anh vừa dứt lời, người áo đen đã lao về phía anh, thanh đao lớn trong tay người đó mạnh mẽ xé gió vung tới. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh đao chém thẳng về phía Dương Thanh. Tô San ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức tái mặt, hét lên, cẩn thận. Cùng lúc đó, chân Dương Thanh thoáng di chuyển, người tránh qua một bên. Lưỡi đao lướt qua sát mũi anh, chỉ thiếu một chút nữa là mũi Dương Thanh sẽ bị người áo đen gọt mất. Bịch! Dương Thanh vừa tránh xong lại đạp vào cổ tay của người áo đen. Sức đạp rất mạnh, làm cánh tay của người áo đen tê dại, thanh đao trong tay bay thẳng ra ngoài. Keng! Thanh đao rơi xuống đất. Người áo đen vô cùng hoảng sợ, vừa định nhặt lại thanh đao thì Dương Thanh đã xông tới trước một bước, giẫm một chân lên trên thanh đao. Truyền nhân của bá đao à? Dương Thanh hơi kinh ngạc nói. Người áo đen run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh, anh là ai? Dương Thanh bất ngờ khi biết đối phương là một người phụ nữ. Đường đường là truyền nhân của người đã anh dũng hy sinh ở biên giới phía Bắc lại thành tay sai cho kẻ khác. Cô không xứng có thanh đao này. Dương Thanh lạnh lùng nhặt thanh đao lên. Trả đao lại cho tôi. Người áo đen nghiến răng nói, lắc người xông tới. Cút. Dương Thanh tức giận quát một tiếng, đạp một phát vào ngực người áo đen mà không hề thương tiếc. Cô ta phun ra một búng máu, bay xa hơn 10 mét mới rơi mạnh xuống đất. Nể tình cô là truyền nhân của bá đao, hôm nay tôi tha cho cô một mạng. Nếu còn để tôi phát hiện ra cô làm chuyện gì bôi nhọ danh tiếng của bá đao, tôi sẽ giết không tha. Trên người Dương Thanh phát ra khí thế mạnh mẽ. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi cầm đao rời đi. Dù anh là ai cũng không thể lấy thanh đao của tôi đi được. Người áo đen bò dậy, cắn răng nói, đao còn, người còn. Cô ta vừa dứt lời đã đạp mạnh chân xuống đất và lại lao về phía Dương Thanh. Bịch! Người áo đen vừa xông tới, Dương Thanh đấm mạnh vào ngực cô ta. Người áo đen giống như cánh diều bị đứt dây, lại bay xa hơn 10 mét rồi đập mạnh vào đầu chiếc xe Land Cruiser kia. Đao còn, người còn. Cô ta bò dậy, cho dù đã đứng không vững nhưng vẫn bước từng bước về phía Dương Thanh. Anh hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái này cố chấp như thế. Bá đao là tên của thanh đao kia, cũng là tên của người đó. Đó là một người anh hùng đã hy sinh ở biên giới phía Bắc trong một cuộc chiến lớn. Trả thanh đao, lại cho tôi. Người áo đen đứng ở trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nói. Chờ tới lúc cô xứng với bá đao, hãy tới Giang Hải tìm tôi. Dương Thanh nói dứt lời, cầm theo bá đao rời đi. Mà người áo đen bị Dương Thanh liên tục đánh trúng mấy đòn nặng nề, đã không còn sức lực để chiến đấu tiếp nữa, đành trơ mắt nhìn Dương Thanh mang bá đao đi. Dương Thanh, anh không sao chứ? Anh vừa lên xe, Tô San đã căng thẳng hỏi. Dương Thanh lắc đầu không nói chuyện, nổ máy và quay xe xuống núi. Lúc này, Từ Đào rời khỏi đỉnh núi đến nay đã được 2 phút. Không còn ai cạnh tranh nên Từ Đào nghe nhạc, chậm rãi lái chiếc Audi R8 xuống núi. Đúng lúc sắp đến chân núi, Từ Đào liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì đột nhiên thấy có hai ánh đèn chói mắt đang lao như bay tới gần mình. Mẹ nó, cậu ta vẫn còn sống. Lúc Từ Đào thấy đó là chiếc Audi A8 của Dương Thanh, gã vô cùng chấn động. Dương Thanh, anh ta cản giữa đường rồi, chúng ta không thể vượt qua được. Bây giờ sắp đến vạch đích, phải làm thế nào đây? Tô San thấy xe Từ Đào ở giữa đường thì cuống lên. Ngồi cho vững đi. Dương Thanh đột nhiên nói. Anh vừa dứt lời đã đạp chân ga hết cỡ. Rừng. Động cơ điên cuồng gầm rú, tiếp cận chiếc xe của Từ Đào với một tốc độ cực nhanh. Tới đi, mẹ nó, mày có giỏi thì tới đi. Từ Đào cũng phát hiện ra chiếc xe của Dương Thanh, gã điên cuồng hét lên. Chỉ còn một khúc cua nữa là tới đoạn đường thẳng dưới chân núi, nhưng vị trí này vẫn cao hơn mặt đất 10 mét. Nếu Dương Thanh thật sự dám đụng vào, hai chiếc xe đều sẽ rơi xuống vách núi. 100 mét, 30 mét, 10 mét. Khoảng cách giữa hai xe càng lúc càng ngắn, Từ Đào trước sau vẫn lái xe ngay giữa đường. Mà Dương Thanh trước sau vẫn duy trì tốc độ cao nhất, lao về phía trước. Khoảnh khắc hai chiếc xe sắp va chạm vào nhau, cuối cùng Từ Đào cũng hiểu rõ Dương Thanh dám tông vào xe của gã thật. Nhà họ Viên tỏ ý tốt ha, đồ điên, cái thằng điên này. Từ Đào không dám đánh cược mạng sống của mình, khi hai chiếc xe sắp va chạm. Gã bất ngờ đánh tay lái.
Nửa xe bên trái xe của Từ Đào quẹt vào lan can bên vệ đường. Trong bóng tối, xẹt ra tia lửa. Cùng lúc đó, xe của Dương Thanh giống như một tia chớp màu đen, chạy nép sát vào vách núi, lập tức vượt lên trước Từ Đào. Từ Đào mồ hôi nhễ nhại, tuy rằng Dương Thanh vượt qua mình, nhưng lúc này gã lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi xe Dương Thanh ở phía sau xe gã, nép sát vách núi định vượt lên, nếu vừa rồi gã không nhường đường thì có lẽ hai chiếc xe đã tông vào nhau rồi. Lúc đó, nỗi sợ hãi của Tô San cũng lên đến đỉnh điểm. Lúc này, xe của họ đã vượt qua Từ Đào và cuối cùng đã an toàn, không biết là sợ hãi hay là phấn khích, cơ thể cô ta khẽ run lên một cái. Két! Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chiếc Audi A8 màu đen lao về đích đầu tiên. Sao có thể như thế được? Trần Anh Tuấn vô cùng kinh ngạc, Viên Thiệu cũng trợn tròn mắt. Những người khác thì ngạc nhiên về việc Dương Thanh đã vượt qua được thần đua nhỏ Từ Đào. Nhưng ai cũng biết rõ chuyện gì xảy ra trên đỉnh núi. Anh thua rồi. Tô San bước xuống xe, lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. Lúc này, cô ta cực kỳ tức giận với hành động của Trần Anh Tuấn. Nếu không phải Dương Thanh tài ba thì cô ta đã mất mạng rồi. Lúc này, Từ Đào cũng đã về đến đích. Sắc mặt gã tái nhợt, nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt tràn đầy sự kiêng dè. Cậu Tuấn, xin lỗi, tôi thua rồi. Từ Đào bước đến bên Trần Anh Tuấn cúi đầu nói. Trong cuộc đua này, gã đã thật sự tâm phục khẩu phục rồi, bất kể là kỹ năng lái xe hay lòng dũng cảm của Dương Thanh đều vượt xa gã. Chỉ là không hoàn thành được nhiệm vụ mà Trần Anh Tuấn giao cho, trong lòng gã lo lắng không yên. Trần Anh Tuấn lạnh lùng nói, đúng là đồ ăn hại. Từ Đào âm thầm phát cáu, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn. Không biết anh còn những thủ đoạn gì nữa. Anh đem ra dùng hết luôn một lần đi, tôi không có thời gian chơi từ từ với anh đâu. Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn cười cợt, ý muốn giết người sắc bén xẹt qua đáy mắt. Cho dù là ai, muốn gây hấn với anh thế nào cũng được, nhưng nếu đe dọa đến tính mạng của anh thì không thể tha thứ được. Tô San cũng lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. Anh Thanh, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người nói. Anh, sao anh lại đến đây? Viên Thiệu kinh ngạc nhìn người vừa nói, đồng thời trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Chuyện tối này là hắn và Trần Anh Tuấn lén làm sau lưng Viên Mộc. Anh Mộc, thái độ của Trần Anh Tuấn đối với Viên Mộc rất kính cẩn. Viên Mộc khẽ gật đầu rồi đi đến trước mặt Dương Thanh. Hình như tôi với anh không thân lắm nhỉ? Dương Thanh bình tĩnh hỏi. Viên Mộc mỉm cười, anh Thanh, tuy bây giờ chúng ta không thân, nhưng chúng ta có thể trở thành bạn thân trong tương lai. Hả? Dương Thanh hơi kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng Viên Mộc tới đây là muốn gây chuyện, nhưng hình như không phải. Anh đang nói cái gì vậy? Viên Thiệu kinh ngạc, sau đó tức giận nói, đừng quên, lần trước anh ta chính là người khiến chúng ta bị Hồng Phúc đuổi ra khỏi buổi đấu giá trước mặt mọi người đó. Câm miệng! Viên Mộc đột nhiên quát Viên Thiệu, lúc này Trần Anh Tuấn cũng ngẩn ra, Viên Mộc có ý gì đây? Còn có rất nhiều người nhà quyền quý đang có mặt ở đây. Mà Viên Mộc lại quát Viên Thiệu như vậy, điều đó đủ cho thấy hắn ta rất coi trọng Dương Thanh. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Kết bạn với tôi. Dương Thanh giễu cợt hỏi. Viên Mộc mỉm cười, tôi muốn kết bạn với anh Thanh đây, nhưng không biết anh Thanh có bằng lòng không? Dương Thanh cười cười. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Dương Thanh sẽ đồng ý thì anh đột nhiên nói, làm bạn với tôi, anh xứng à? Bùm! Tất cả mọi người ai cũng ngơ ngác, Viên Mộc là người thừa kế của nhà họ Viên, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành, hắn ta đã chủ động kết bạn với Dương Thanh, nhưng Dương Thanh lại nói hắn ta không đủ tư cách trước mặt mọi người. Vẻ mặt của Viên Mộc cũng đần ra, hắn ta biết Dương Thanh rất kiêu ngạo và có nghe nói những việc Dương Thanh đã làm. Nhưng hắn không ngờ rằng Dương Thanh lại làm hắn mất mặt như vậy. Sắc mặt hắn ta biến đổi thất thường, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại, anh Thanh, anh không giữ cho tôi chút thể diện nào sao? Anh là cái thá gì? Sao tôi phải giữ thể diện cho anh? Khí thế của Dương Thanh đột nhiên cao hẳn lên, anh dửng dưng nói, nếu anh muốn đánh tôi, cho dù có kéo ba quân tới, tôi cũng chấp hết, nhưng trước khi ra tay, tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả. Địch, mày có gì ghê gớm mà dám nói cái giọng đó với anh tao? Viên Thiệu nổi điên lên, tối nay hắn ta đến đây vốn là để xử Dương Thanh.
không ngờ Viên Mộc lại đến, càng không ngờ Viên Mộc lại muốn kết bạn với Dương Thanh. Bốp! Trước sự ngạc nhiên của mọi người, sau khi Viên Thiệu dứt lời, Viên Mộc liền thẳng tay tát Viên Thiệu một cái thật mạnh. Nếu mày còn dám xúc phạm anh Thanh một câu nào nữa thì đừng trách tao ác. Viên Mộc u ám nói. Viên Thiệu nhìn Viên Mộc với vẻ mặt không thể tin được, tức giận đến đỏ cả mắt nói, anh, vì một thằng người Dương mà anh ra tay đánh em sao? Viên Mộc gần giọng nói, nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại. Ban nãy Viên Mộc đã biết chuyện xảy ra ở khách sạn Bắc Viên Xuân. Ngay cả chủ nhà họ Mục tỉnh Lỵ Dương Thanh cũng chẳng coi ra gì, thậm chí còn đánh gãy cánh tay của Mục Trấn trước mặt Mục Đông Phong. Trước mặt Trần Hưng Hải chủ nhà họ Trần, Dương Thanh còn bắt Trần Anh Ào phải quỳ xuống dưới chân mình. Nhưng những thứ này đều không phải là điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt chính là Tiền Bưu đã xuất hiện, hơn nữa ông ta còn đi theo bên cạnh Dương Thanh. Trong mắt mỗi một người ở Châu Thành, Tiền Bưu là một cơn ác mộng. Nhớ lại những gì đã xảy ra ở nhà đấu giá Mạnh Ký lần trước ở Giang Hải, Viên Mộc gần như kết luận rằng Dương Thanh chính là người đứng sau Tiền Bưu. Điều này cũng cho thấy người hủy hoại nhà Dương của Châu Thành chính là Dương Thanh. Một người trẻ tuổi dễ dàng hủy diệt được một gia tộc tuyến một của Châu Thành, là người mà nhà họ Viên có thể dễ dàng đắc tội sao? Vì vậy, hắn ta vội vã chạy đến ngay sau khi biết được Viên Thiệu và Trần Anh Tuấn đến Ngũ Hành Sơn để đối phó với Dương Thanh. Còn không mau xin lỗi anh Thanh đi. Viên Mộc giận dữ quát. Trong lòng Viên Thiệu cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám làm trái lời Viên Mộc, chỉ có thể bất mãn nói, xin lỗi. Dương Thanh thờ ơ liếc nhìn Viên Mộc, cảnh cáo, nếu không muốn liên lụy đến nhà họ Viên thì tôi khuyên anh, tốt hơn hết nên tránh xa nhà họ Trần gia. Nói xong, Dương Thanh dắt Tô San rời đi. Viên Mộc chăm chú nhìn Dương Thanh lái xe đưa Tô San đi khỏi. Anh, sao anh lại làm vậy? Viên Thiệu nghiến răng hỏi. Viên Mộc khẽ liếc hắn ta một cái, không giải thích mà lạnh lùng nói, về nhà. Anh Mộc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này Trần Anh Tuấn bước tới và nghi ngờ hỏi. Viên Mộc lạnh lùng nói, Trần Anh Tuấn, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng qua lại với nhau nữa. Sau đó, hắn ta quay lưng bỏ đi. Trần Anh Tuấn sững sờ, thật lâu sau mới định thần lại, vẻ mặt u ám, lời nói vừa rồi của Viên Mộc sặc mùi cảnh cáo. Anh Tuấn, tôi về trước nhé. Sau khi Viên Thiệu chào tạm biệt, thì cũng theo Viên Mộc rời đi. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ biết rằng dường như có một vài vết rạn nứt giữa hai gia tộc hàng đầu của Châu Thành. Anh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sau khi lên xe Viên Thiệu mới hỏi. Vừa rồi khi Viên Mộc đánh hắn ở nơi đông người, đúng là hắn rất tức giận, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.